Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 177. A Đạo Linh nhìn Diệp Huyên, cười nói, bất cứ một sinh linh nào cũng đều nhỏ bé, loại người trong vũ trụ vô tận tựa như một tế bào nhỏ trong cơ thể, thật ra là còn nhỏ hơn, đạo lâm giới đúng là khá lớn mạnh, nhưng ở trong vũ trụ cũng trở nên nhỏ bé như hạt bụi. Vũ trụ vô tận, đại đạo cũng không có điểm cuối. Cái gọi là vượt qua đại đạo, vượt qua số mệnh đều là giả. Diệp Huyên trầm giọng đáp, nếu thế thì là vô cùng vô tận rồi. A Đạo Linh cười nói, có thể nói là vậy, vì không ai biết được điểm cuối của vũ trụ cả. Diệp Huyên im lặng. Mấy người Thanh Nhi biết được điểm cuối của vũ trụ không? Rõ ràng là cũng không biết. Nếu biết, ba người họ cũng sẽ không tiếp tục tiến lên. Lúc này, A Đạo Linh chợt cười nói, được rồi. Gần như đã kết thúc. Bây giờ ta phải đi gặp muội muội của ngươi đây. Diệp Huyên nhìn A Đạo Linh, ngạc nhiên hỏi lại, gặp Thanh Nhi sao? A Đạo Linh cười nói, đúng thế. Một cường giả siêu thần bí như thế, sao có thể không gặp một lần được? Đợi ta quay lại, ta sẽ cho ngươi một món quà. Diệp Huyên vô thức đáp, tỷ vẫn nên đưa trước thì hơn. A Đạo Linh. Nói xong, Diệp Huyên lập tức thấy hối hận. Nói thế này thật sự không tôn trọng người khác lắm. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, A Đạo Linh hơi sửng sốt, sau đó cười to, được thôi, đưa cho ngươi trước. Dứt lời, bà ấy cong ngón tay, một tia sáng trắng bay vào giữa chân mày Diệp Huyên. Oanh! Thân thể Diệp Huyên không ngừng run rẩy, trong đầu có vô số tin tức tràn vào. Lúc này, A Đạo Linh cười nói, một phần là truyền thừa của ta. Truyền thừa này có thể để ngươi tu luyện thuận lợi hơn, một phần khác là hiểu biết của ta với thanh kiếm của ngươi, ngươi có thể sử dụng thanh kiếm theo cách của ta, sẽ khiến người phải bất ngờ đấy. Nói xong, bà ấy chậm rãi bay lên. Ngôn Bạn Sơn ở bên cạnh hành lễ, nghiêm túc nói, sư tôn, ta sẽ đi tìm người. A Đạo Linh cười khẽ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, tiểu tử, ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Diệp Huyên nhìn A Đạo Linh, giúp chuyện gì? A Đạo Linh nói, Bạn Sơn nhận được tâm đắc của ta, có lẽ sắp đạt tới vô cảnh. Nhưng quá trình này, nàng cần phải có người hộ pháp. Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó nói, chắc là Linh Sơn không có kẻ thù đâu nhỉ? A Đạo Linh cười hỏi, ngươi không đồng ý sao? Diệp Huyên cười khổ, không phải ta không đồng ý, mà là cảm thấy nếu có người dám ra tay với Bạn Sơn cô nương, với thực lực của ta. A Đạo Linh khẽ mỉm cười, ngươi chỉ cần cố hết sức, nếu thật sự không đấu lại, ngươi có thể rời đi, được chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được, ta sẽ cố hết sức. A Đạo Linh nhếch môi, tiểu tử, bảo trọng, cả Bạn Sơn nữa, mong ngươi sẽ đạt tới vô cảnh. Nói xong, bà ấy biến mất, lúc xuất hiện một lần nữa đã ở sâu trong tinh không vô tận. Sâu trong tinh không, A Đạo Linh ngẩng đầu nhìn xuyên qua vô số tinh vực. Hơi nhếch môi, để ta xem thử cô là thần thánh phương nào. Cuối cùng, bà ấy nhìn thấy một người mặc váy trắng, cũng trong khoảnh khắc đó, một tia kiếm quang chợt đâm vào giữa chân mày bà ấy. Trong hang núi, Ngôn Bạn Sơn trầm giọng nói, sư tôn muốn đi tìm muội muội của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, có lẽ thế. Ngôn Bạn Sơn nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy sư tôn có bao nhiêu khả năng thắng. Diệp Huyên. Ngôn Bạn Sơn nhìn Diệp Huyên, sao không nói gì? Diệp Huyên hơi lúng túng, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đều là người phe mình, không nên nói nhiều làm gì. Thấy Diệp Huyên rời đi, Ngôn Bạn Sơn khẽ nhíu mày, nhưng nàng ta cũng không nói gì thêm, cũng rời đi cùng hắn. Sau khi hai người đi ra khỏi hang núi không lâu, một ông lão áo đen xuất hiện. Người đó chính là tông chủ Tiêu Hiếu của Chấp Pháp Tông. Sau khi Tiêu Hiếu xuất hiện không bao lâu, lại có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đó chính là tông thủ giới chủ Vân Giới, một thế lực siêu cấp khác của Đạo Lâm Giới. Tông thủ nhìn Tiêu Hiếu, cười nói, Tiêu tông chủ, không ngờ huynh cũng luôn chú ý đến nơi này. Tiêu Hiếu lạnh nhạt nói, nơi cuối cùng A Đạo Linh tiền bối xuất hiện, sao ta có thể không chú ý được? Hơn nữa, cứ cách một khoảng thời gian sơn chủ sẽ đến nơi này, không ngờ lần này nàng ta thật sự đi vào trong. Tông thủ cười nói, theo ta biết,
thanh kiếm trong tay thiếu niên kia có thể xem thường tất cả các thời không? Chậc chậc, ngay cả thời không mà tiền bối A Đạo Linh để lại năm đó cũng có thể phá hủy, thanh kiếm này đúng là không đơn giản. Nét mặt Tiêu Hiếu rất bình tĩnh, không biết ông ta đang nghĩ gì. Lúc này, tông thủ đổi chủ đề, Tiêu tông chủ, theo ta biết, tên này đã giết mấy trưởng lão của chấp pháp tông đúng không? Tiêu Hiếu lạnh lùng đáp, nếu sơn chủ kia lấy được truyền thừa của A Đạo Linh. Tông thủ cười nói, vậy thì sao? Dù sao A Đạo Linh kia cũng chưa đạt tới vô cảnh. Tiêu Hiếu nhìn tông thủ, lời này mà huynh cũng tin ư. Tông thủ im lặng. Thật ra bọn họ đều cho rằng A Đạo Linh đã đạt tới vô cảnh. Năm đó vì sao quân Đạo Lâm đột nhiên biến mất? Vì theo như lời vua đời sau của quân Đạo Quốc nói, năm đó sở dĩ quân Đạo Lâm rời đi là vì đạt tới vô cảnh, cảm thấy thế gian không còn đối thủ nữa, cho nên mới rời đi. A Đạo Linh đang yên đang lành sao lại rời đi? Đương nhiên là vì đã đạt tới vô cảnh. Tiêu Hiếu lại nói cách khác, bây giờ sơn chủ kia có truyền thừa của một cường giả vô cảnh. Nghe vậy, tông thủ nhếch môi, Tiêu tông chủ, suy nghĩ của huynh rất nguy hiểm. Tiêu Hiếu nhìn về phía tông thủ, với thiên phú và tiềm lực của chúng ta, cả đời này có cơ hội đạt tới vô cảnh không? Tông thủ im lặng một lát rồi đáp, khó, khó, rất khó. Ba lần khó. Tiêu Hiếu gật đầu, nói thẳng ra là hoàn toàn không có cơ hội nữa. Nhưng nếu chúng ta lấy được truyền thừa của tiền bối A Đạo Linh thì sao? Có cơ hội hay không? Tông thủ híp mắt, không biết đang nghĩ gì. Tiêu Hiếu nói tiếp, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tông thủ cười nói, vậy theo Tiêu huynh thì chúng ta nên hợp tác thế nào đây? Tiêu Hiếu nhẹ giọng nói, đợi đến khi nàng ta đột phá vô cảnh, chúng ta sẽ ra tay. Tông thủ trầm giọng đáp, lỡ như A Đạo Linh. Tiêu Hiếu im lặng một lát, trong mắt ông ta lóe lên ánh sáng tàn nhẫn, ta cược nàng sẽ không xuất hiện. Tông thủ lại hỏi, thiếu niên kia nữa, đây là một nhân tố không xác định. Trong mắt Tiêu Hiếu có ánh sáng lạnh lóe lên, đến lúc đó giết chết hắn trước. Tông thủ lại hỏi, cần liên lạc với quân Đạo Quốc không? Tiêu Hiếu lắc đầu, không cần, Trung Sơn Vương kia luôn thủ thành nghiêm ngặt, ông ta sẽ không làm chuyện mạo hiểm thế này đâu. Tông thủ nhẹ giọng đáp, cũng đúng. Linh Sơn. Sau khi Diệp Huyên và Ngôn Bản Sơn về đến Linh Sơn, Ngôn Bản Sơn đi về phía nhà lá của nàng ta. Diệp Huyên cất lời, cô muốn đột phá vô cảnh sao? Ngôn Bản Sơn gật đầu. Diệp Huyên khẽ thở dài, Ngôn Sơn chủ, cô cứ thế đột phá à? Ngôn Bản Sơn quay đầu nhìn Diệp Huyên, có vấn đề gì sao? Diệp Huyên nghiêm túc nhắc nhở, Ngôn Sơn chủ, cô có từng nghĩ, nếu khi cô đột phá vô cảnh mà có người tấn công thì phải làm sao không? Ngôn Bản Sơn khẽ nhíu mày. Diệp Huyên thầm thở phào, cũng may người phụ nữ này không nói ra câu ngu xuẩn như sao có thể, nếu không, hắn sẽ rời đi luôn. Dù hắn đã đồng ý với A Đạo Linh là hộ pháp cho người phụ nữ này, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cứ ngu ngốc đâm đầu theo nàng ta. Nếu không chuẩn bị chu đáo, hắn ở lại đây giúp người phụ nữ này, một khi có người đánh tới, muốn đi là có thể đi được chắc. Ngôn Bản Sơn nhìn Diệp Huyên, người có đề nghị gì không? Diệp Huyên nhìn xung quanh, Ngôn Bản Sơn chợt nói, trong phạm vi triệu dặm, không có người ngoài. Diệp Huyên gật đầu, cô có bạn không? Mấy người khá mạnh ấy. Ngôn Bản Sơn chỉ về phía Lão Huyền ở cách đó không xa. Diệp Huyên hỏi, còn ai nữa không? Ngôn Bản Sơn lắc đầu. Diệp Huyên thầm thở dài, thật là một người cô độc. Diệp Huyên lại hỏi, vậy chấp pháp tông, vân giới và quân Đạo Quốc có biết đến bí cảnh đó không? Ngôn Bản Sơn gật đầu, có. Diệp Huyên trầm giọng nói, nếu ta đoán không lầm, thì bọn họ đã biết chuyện chúng ta đi vào bí cảnh đó rồi. Nói cách khác, chắc chắn bây giờ bọn họ sẽ đoán có phải cô đã lấy được truyền thừa của A Đạo Linh tiền bối rồi không? Mà truyền thừa của A Đạo Linh tiền bối, cô nghĩ bọn họ có thể chối từ cám dỗ của nó không? Ngôn Bản Sơn lắc đầu, không thể. Diệp Huyên gật đầu, nói cách khác, bọn họ có thể liên thủ đến cướp nó. Nghe vậy, Ngôn Bản Sơn cau mày. Lúc nào, Lão Huyền ở bên cạnh chen lời, Diệp công tử lo lắng là phải. Chắc chắn chấp pháp tông,
Vân Giới và Quân Đạo Quốc sẽ không ngồi nhìn Sơn Chủ đạt tới vô cảnh. Ngôn Bản Sơn nhìn về phía Diệp Huyên, người có cách gì không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ một lát, sau đó lắc đầu, không có cách gì cả, vì cô không có bạn, chỉ cô đơn một mình. Nói đến đây, hắn im lặng một lát rồi tiếp tục, cô có thể gọi tổ tông không? Ngôn Bản Sơn lắc đầu. Diệp Huyên hoàn toàn tuyệt vọng. Mẹ kiếp! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người khác còn có thể gọi tổ tông, sao cô lại không thể? Ngôn Bản Sơn lại nói, sư tôn bảo ngươi hộ pháp cho ta. Diệp Huyên đen mặt, cô cảm thấy ta có thể đánh thắng nhiều người như thế không? Ngôn Bản Sơn đáp, ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyên ngạc nhiên, cô tin tưởng ta. Ngôn Bản Sơn gật đầu, ta tin tưởng sư tôn tin tưởng ngươi, cho nên ta tin tưởng ngươi. Diệp Huyên. Ngôn Bản Sơn nói tiếp, ta phải đột phá vô cảnh, vì dù không đột phá, bọn họ cũng sẽ ra tay với ta, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Ngôn Bản Sơn lại nói, chỉ cần ta đạt tới vô cảnh, bọn họ đều chỉ là những con kiến. Diệp Huyên trầm giọng nói, cô có thể đạt tới vô cảnh trong một canh giờ không? Ngôn Bản Sơn lắc đầu, ít nhất 3 triệu năm. 3 triệu năm. Diệp Huyên khẽ thở dài, đợi cô đạt tới vô cảnh, e rằng cỏ trên mộ của ta và Lão Huyền đã cao mười mấy trượng rồi. Ngôn Bản Sơn cứ nhìn Diệp Huyên như thế, không nói gì. Diệp Huyên im lặng. Ngôn Bản Sơn chợt nói, có phải ngươi muốn chạy không? Khóe mắt Diệp Huyên khẽ giật, sao người phụ nữ này lại biết hắn nghĩ gì vậy? Ngôn Bản Sơn nói, nếu ngươi muốn đi thì cứ đi. Ngươi vốn không nợ gì ta cả. Nói xong, nàng ta đi về phía nhà lá. Lúc này, Diệp Huyên chợt nói, ta có một cách. Ngôn Bản Sơn xoay người nhìn Diệp Huyên, hắn trầm giọng nói, ta dẫn cô chạy. Ngôn Bản Sơn nhíu mày, có ý gì? Diệp Huyên dẫn theo Ngôn Bản Sơn cùng biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, hai người đã ở trong tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, Ngôn Bản Sơn thoáng sửng sốt, sau đó, nét mặt nàng ta trở nên nặng nề, thời gian ở nơi này và thời gian bên ngoài. Diệp Huyên nhìn Ngôn Bản Sơn, cô tu luyện ở đây, chỉ cần một tháng là được. Một tháng, có thể chứ? Ngôn Bản Sơn gật đầu, được. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, người có thể ngăn cản giúp ta một tháng không? Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, ta sẽ cố hết sức. Thật ra hắn biết rõ, nếu hắn chạy một mình thì sẽ càng nguy hiểm. Hắn và Ngôn Bản Sơn cùng nhau tiến vào bí cảnh kia, đối phương sẽ bỏ qua cho hắn sao? Chắc chắn là không. Đặc biệt là Chấp Pháp Tông, nói không chừng đối phương đang nghĩ nên xử hắn thế nào đấy. Để Ngôn Bản Sơn đạt tới vô cảnh thì còn có một cơ hội sống. Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía Lão Huyền, Lão Huyền. Ông trông chừng ở đây, có thể trông bao lâu thì trông bấy lâu, còn nếu không trông chừng được cũng không cần liều mạng, hiểu chưa? Lão Huyền gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyên cũng gật đầu, sau đó biến thành một tia kiếm quang bay lên cao, hắn chợt dừng lại ở chân trời xa xôi, cách đó không xa chính là Tiêu Hiếu. Tiêu Hiếu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, người muốn đi đâu vậy? Nhìn Tiêu Hiếu trước mặt, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta nghĩ chắc chắn ông đang tò mò. Tò mò rằng chúng ta có lấy được truyền thừa của tiền bối A Đạo Linh hay không? Tiêu Hiếu gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên lại nói, Ngôn cô nương sắp đạt tới vô cảnh rồi. Tiêu Hiếu nhìn Diệp Huyên, yên tâm, người của chúng ta đã đến Linh Sơn. Ra tay rồi. Diệp Huyên im lặng. Tiêu Hiếu chậm rãi đi về phía Diệp Huyên, mỗi bước chân của ông ta đều khiến không gian khẽ rung, sau đó không ngừng chấn động. Ông ta rất đề phòng. Dù cảnh giới của Diệp Huyên thua xa ông ta, nhưng ông ta vẫn rất đề phòng. Con người thường hay chết vì sự sơ ý của bản thân. Đây cũng là lý do Diệp Huyên không lập tức xuất kiếm, vì hắn có thể cảm nhận được Tiêu Hiếu này vẫn luôn đề phòng, hắn muốn tập kích bất ngờ gần như là không được. Diệp Huyên đột nhiên cười to, ông già, đến đây, đỡ một kiếm vô địch của ta đi. Dứt lời. Kiếm thanh huyên trong tay hắn rung lên, một tiếng kiếm reo chói tai bay lên tận trời cao. Thấy cảnh này, Tiêu Hiếu híp mắt lại, ông ta chậm rãi siết chặt tay phải, ngay lúc đó,
Diệp Huyên đột nhiên xoay người ngự kiếm, thoáng chốc biến mất ở cuối chân trời. Chạy rồi. Tiêu Hiếu thoáng chốc sững sờ. Tên này trốn rồi. Tiêu Hiếu nhanh chóng lấy lại tinh thần, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi, không ngờ ông ta lại bị đối phương trêu đùa. Tiêu Hiếu tiến lên một bước, biến mất khỏi vị trí đan đứng. Cuối chân trời xa xôi, Diệp Huyên ngự kiếm vượt qua thời không, vì kiếm Thanh Huyên có thể xem thường thời không, cho nên tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến mức dù là Tiêu Hiếu vô đạo cảnh cũng không thể đuổi kịp trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng rõ ràng Tiêu Hiếu không định bỏ qua, vẫn luôn đuổi sát theo sau. Tại một thời không, Diệp Huyên đột nhiên lấy một viên đá truyền âm ra, tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu? Một lát sau, giọng nói của Dương Niệm Tuyết vang lên trong đầu hắn, làm gì? Diệp Huyên vội nói, đệ nhớ tỷ. Dương Niệm Tuyết im lặng một lát rồi hỏi, có phải đệ đang bị đuổi giết không? Diệp Huyên đen mặt, đâu có. Sao đệ có thể bị người ta đuổi giết được? Đệ! Dương Niệm Tuyết ngắt lời hắn, ta rất bận, nói chuyện sau đi. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Mẹ kiếp! Đây là tỷ tỷ ruột sao? Lúc này, thời không trước mặt hắn chợt nứt ra, một khắc sau, một bàn tay khổng lồ xuất hiện. Diệp Huyên híp mắt, ngón tay cái của hắn sờ nhẹ lên chuôi kiếm. Vụt! Kiếm Thanh Huyên ra khỏi vỏ, chém một kiếm xuống. Oanh! Bàn tay to kia cứ thế bị chém vỡ thành hư vô, thời không xung quanh rung động kịch liệt. Lúc này, Tiêu Hiếu xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Tiêu Hiếu nhìn Diệp Huyên, đang định nói chuyện thì Diệp Huyên chợt động tâm niệm, một thanh kiếm lặng lẽ xuất hiện ở giữa chân mày Tiêu Hiếu, nhưng chợt dừng lại lúc còn cách giữa chân mày ông ta khoảng nửa tấc, vì một lực lượng thần bí đã chặn nó lại. Tấn công không thành, kiếm Thanh Huyên quay về trong tay Diệp Huyên. Tiêu Hiếu cũng không nhiều lời nữa, ông ta giơ tay đánh ra một quyền. Cú đấm này khiến Diệp Huyên cảm thấy trước mắt tối sầm. Thời không sụp đổ. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, kiếm Thanh Huyên trong tay bay đến trước mặt hắn, sau đó biến ảo thành một tấm khiên. Oanh! Khiên kiếm rung động kịch liệt, thời không xung quanh thoáng chốc hóa thành cho bụi, nhưng Diệp Huyên và tấm khiên kiếm kia lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khiên kiếm chặn lại tất cả lực lượng của Tiêu Hiếu. Thấy cảnh này, Tiêu Hiếu sa sầm mặt. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, khiên kiếm biến ảo thành kiếm rơi vào trong lòng bàn tay hắn, hắn nhìn về phía Tiêu Hiếu, cười nói, thì ra, vô đạo cảnh cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Trong lúc giao thủ, hắn chợt phát hiện hình như chênh lệch cảnh giới võ đạo giữa hai người cũng không quá lớn. Lúc này, Tiêu Hiếu mở lòng bàn tay, sau đó lật nhẹ một cái, thời không xung quanh Diệp Huyên thoáng chốc đảo ngược, cùng lúc đó, trên đầu hắn chợt xuất hiện vô số thần lôi màu đen. Những thần lôi này tản ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Diệp Huyên cũng không sợ, vì những thần lôi này được tạo thành từ lực lượng thời không. Tiêu Hiếu nhẹ giọng nói, rơi. Vô số thần lôi rơi xuống. Diệp Huyên không hề tránh né, hắn chậm rãi nhắm mắt, sau đó đâm một kiếm lên trên, vô số thần lôi thoáng chốc bao phủ lấy hắn, nhưng không lâu sau đó, những thần lôi kia đều biến mất. Vì chúng đều đã bị kiếm Thanh Huyên hấp thu. Thấy cảnh này, sắc mặt Tiêu Hiếu trở nên khó coi. Cái gì vậy? Cả thứ này cũng có thể hấp thu. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn phát hiện hắn có thể mượn kiếm Thanh Huyên hấp thu những thần lôi này, mà những thần lôi này còn rất bổ dưỡng với hắn. Thêm mấy lần nữa, nói không chừng hắn có thể đạt tới vô tâm cảnh. Phía xa, Tiêu Hiếu trầm giọng nói, ngươi là quái vật gì vậy? Không thể không nói, Diệp Huyên khiến ông ta thấy kinh ngạc. Khi nãy ông ta thi triển thần lôi thời không, đây là một thứ còn đáng sợ hơn cả vực sâu thời không nữa. Mà tên này chẳng những có thể xem thường những thần lôi thời không này mà còn có thể hấp thu nó. Quá không bình thường. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, sau đó xuất hiện trước mặt Tiêu Hiếu. Tiêu Hiếu chậm rãi híp mắt lại, sau đó, ông ta đánh tới một quyền. Mà Diệp Huyên lại không thèm tránh né. Mặc cho cú đấm kia đánh lên ngực hắn. Khi cú đấm chạm vào ngực Diệp Huyên, Tiêu Hiếu lập tức cảm thấy bất an, nhưng lúc này, ông ta muốn thu quyền cũng đã muộn rồi, chỉ có thể tăng thêm lực lượng. Oanh! Diệp Huyên lập tức bay ngược ra xa. Mà Diệp Huyên thì cứ thế rơi vào trong vực sâu thời không.
vực sâu thời không của thời không thần bí. Tiêu Hiếu nhíu mày, ông ta chậm rãi đè tay phải xuống phía trước, vực sâu thời không trước mặt ông ta lập tức lõm xuống, một khắc sau, ông ta xông lên. Oanh! Tiêu Hiếu dốc hết sức xông lên. Nhưng lúc này, Diệp Huyên đã biến mất. Thấy cảnh này, sắc mặt Tiêu Hiếu trở nên vô cùng khó coi, ông ta quay đầu, điều chấp pháp vệ đến. Ông ta phát hiện, nếu sử dụng thực lực cá nhân, ông ta muốn giết Diệp Huyên cũng là một chuyện rất khó khăn. Diệp Huyên chắc chắn không đánh lại ông ta, nhưng vấn đề là tên này không liều mạng với ông ta. Linh Sơn. Hôm nay, đột nhiên có một người đi tới dưới Linh Sơn. Người đó chính là tông thủ giới chủ Vân Giới. Sau khi tông thủ đi lên Linh Sơn, Lão Huyền lập tức xuất hiện trước mặt gã ta. Tông thủ nhìn nhà lá phía xa, sau đó cười nói, Lão Huyền, ta muốn gặp Môn Sơn chủ. Lão Huyền nhìn thẳng vào tông thủ, cút. Tông thủ cười to, nghe đồn Lão Huyền là vô đạo cảnh thứ ba, ta muốn mở mang tầm mắt một chút. Dứt lời, gã ta đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt, thiên địa trở nên sôi trào. Trong mắt Lão Huyền lóe lên lệ khí, Lão bước về phía trước một bước, một khắc sau, hai người tiến vào trong một thời không thần bí. Hai người cũng không dám đánh nhau ở thời không này, vì thời không này có cấm chế mạnh mẽ, năm đó quân Đạo Lâm để lại cấm chế, một khi có người phá hoại thời không của Đạo Lâm giới như mang tính hủy diệt và phạm vi lớn, cấm chế ông ta để lại sẽ xuất hiện. Cao thủ vô đạo cảnh không thể nào chống lại được. Vì thế, những năm qua, hoàn toàn không có ai dám tùy tiện phá hỏng Đạo Lâm giới. Khi Lão Huyền và tông thủ đại chiến, mười mấy cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện trước nhà lá, một người trong đó vung tay áo, nhà lá biến thành hư vô, nhưng trong nhà lá lại không có một bóng người. Cường giả dẫn đầu nhíu mày, hắn ta quay đầu nhìn xung quanh, sau đó lại vung tay áo, những nhà lá khác cũng đều tan biến. Nhưng vẫn không nhìn thấy Ngôn Bản Sơn. Sắc mặt cường giả dẫn đầu trở nên lạnh lẽo, hắn ta quay đầu nói, giới chủ, Ngôn Bản Sơn kia không có ở đây. Nghe vậy, thời không cách đó không xa lập tức biến thành một vòng xoáy, một khắc sau, tông thủ xuất hiện, gã ta nhìn lên Linh Sơn, sau đó, sắc mặt gã ta trở nên lạnh lẽo, gã ta nhìn về phía Lão Huyền ở cách đó không xa, nàng đang ở đâu? Lão Huyền cười lạnh lùng, ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Tông thủ híp mắt, lúc này, mấy chục hơi thở mạnh mẽ xuất hiện xung quanh Lão Huyền. Trong đó có hơn 10 cường giả vô đạo cảnh. Trong mắt tông thủ tràn đầy sát khí, giết. Những cường giả xung quanh lập tức muốn ra tay, lúc này, Lão Huyền chợt nói, ta nói. Sơn chủ ở trong cơ thể của Diệp công tử. Diệp Huyên. Tông thủ nhíu mày, Diệp Huyên. Lão Huyền thành thật gật đầu. Tông thủ im lặng một lát rồi nói, đi. Dứt lời, gã ta dẫn theo mọi người cùng biến mất. Lão Huyền nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, tiểu tử, có lẽ cậu phải chống chọi rồi. Diệp Huyên. Ở một chân trời nào đó, tông thủ dẫn theo cường giả của Vân Giới hội họp với chấp pháp tông. Tiêu Hiếu nhíu mày, ở trong cơ thể của Diệp Huyên. Tông thủ gật đầu, nữ nhân kia hoàn toàn không có mặt trên Linh Sơn. Tiêu Hiếu im lặng. Tông thủ trầm giọng nói, nữ nhân kia không hề xuất hiện, nói cách khác, rất có thể đối phương đang đột phá vô cảnh. Tiêu Hiếu nhẹ giọng nói, huynh cảm thấy nàng có thể đạt tới vô cảnh trong khoảng thời gian ngắn không? Tông thủ lắc đầu, không thể nào, nàng cũng không phải là A Đạo Linh. Tiêu Hiếu nhẹ giọng nói, ta cảm thấy là có thể. Tông thủ ngạc nhiên nhìn Tiêu Hiếu, vì sao? Tiêu Hiếu trầm giọng nói, Diệp Huyên này rất không đơn giản, thanh kiếm trong tay hắn chẳng những có thể coi thường tất cả thời không còn có thể hấp thu thần lôi thời không. Nói đến đây, ông ta im lặng một lát rồi tiếp tục, lần đầu tiên khi đi tới Đạo Lâm giới, hắn chỉ là mệnh thể cảnh, nhưng bây giờ, hắn đã là nguyên thần cảnh, mà hắn chỉ mất chưa đến nửa tháng. Tông thủ nhíu mày, ý của huynh là trên người hắn có thần vật có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Tiêu Hiếu gật đầu. Nghe vậy, sắc mặt tông thủ lập tức trở nên khó coi. Tiêu Hiếu nhẹ giọng nói, chúng ta đã ra tay với Linh Sơn, nói cách khác, chúng ta không còn đường lui nữa. Nếu để Ngôn Bản Sơn đạt tới vô cảnh, không nói đến việc nàng ta đạt tới vô cảnh, dù chỉ là bán bộ vô cảnh cũng là một tai họa lớn với chúng ta.
Nói cảnh khác, chúng ta đã không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tông thủ trầm giọng nói, Diệp Huyên kia. Tiêu Hiếu nhìn về phía xa, trong mắt lộ vẻ lo lắng, bất chấp tất cả giết chết người này, nếu không, sau này hắn ta sẽ là tai họa lớn. Tông thủ gật đầu, ta đi liên lạc với người của ẩn sát các. Tiêu Hiếu hơi nhíu mày, lúc này, tông thủ trầm giọng nói, chắc chắn bọn họ cũng đã biết rồi. Chúng ta không thể nào độc chiếm được. Tiêu Hiếu im lặng một lát rồi gật đầu, huynh đi liên lạc đi. Tông thủ xoay người rời đi. Đạo Lâm Quốc. Đạo Lâm Quốc như một thế lực tỏa trấn Đạo Lâm giới, biết bao năm, không có bất cứ một ai dám nhằm vào Đạo Lâm Quốc. Vì hoàng thất của Đạo Lâm Quốc là đời sau của quân Đạo Lâm năm đó. Dù quân Đạo Lâm đã không còn ở Đạo Lâm giới nữa, nhưng đối phương vẫn chưa chết, ai biết ngày nào đối phương sẽ trở về. Hoàng cung. Sau khi Lâm Triều, Trung Sơn Vương ra ngoài, sau lưng ông ta là Cổ Sầu. Mà lúc này, Cổ Sầu đã đạt tới vô tâm cảnh. Trung Sơn Vương khẽ cười nói, huynh đệ của cậu đang bị người ta truy sát đấy. Cổ Sầu khẽ nhíu mày, bị ai? Trung Sơn Vương đáp, chấp pháp tông và vân giới. Cổ Sầu trầm giọng nói, Diệp huynh gặp nguy hiểm. Dù thời gian hắn ta đến Đạo Lâm giới này cũng không dài, nhưng vẫn khá quen thuộc với nơi này, chấp pháp tông hay vân giới cũng đều là thế lực hàng đầu. Hai thế lực đuổi giết một mình Diệp Huyên. Cổ Sầu cất lời, Diệp huynh này đúng là đi tới đâu thù hận tới đó. Trung Sơn Vương cười nói, bảo vật trên người hắn có sức hấp dẫn quá lớn. Cổ Sầu nhìn Trung Sơn Vương, tiền bối, ông muốn nhúng ta vào chuyện này sao? Trung Sơn Vương lắc đầu, Đạo Lâm Quốc ta nước nhỏ thế yếu, nếu không nhờ bóng mát của tổ tiên, chúng ta đã sớm bị bọn họ ăn sạch rồi. Cho nên sẽ không nhúng tay vào chuyện thế này. Cổ Sầu gật đầu, không nói gì thêm. Trung Sơn Vương cười nói, cậu đi tu luyện đi, không lâu nữa, cậu sẽ có thể đạt tới vô niệm cảnh. Cổ Sầu gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Cổ Sầu rời đi không lâu, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Trung Sơn Vương, hư ảnh cúi đầu, nhẹ giọng nói gì đó. Một lát sau, Trung Sơn Vương cười nói, ẩn sát các cũng nhằm vào Diệp công tử này sao? Hư ảnh gật đầu, đúng thế, phó các chủ của bọn họ đã tự mình ra tay. Trung Sơn Vương khẽ mỉm cười, truyền lệnh bảo Đạo Lâm vệ âm thầm chú ý đến Diệp công tử, lúc cần thiết thì ra tay cứu hắn. Hư ảnh hơi do dự, sau đó nói, làm như thế có thể sẽ đắc tội ẩn sát các, vân giới và cả chấp pháp tông. Trung Sơn Vương nhìn hư ảnh trước mặt, cười nói, làm người phải có chí khí và tính toán. Người cảm thấy là nguy cơ, nhưng ta lại thấy đó là cơ hội. Thứ nhất, Diệp công tử vốn không phải người bình thường, vì người bình thường hoàn toàn không thể chế tạo ra thanh kiếm trong tay hắn, ít nhất đạt tới vô cảnh mới có thể làm được. Nói cách khác, sau lưng Diệp công tử này có ít nhất một cường giả vô cảnh. Thứ hai, Linh Sơn đã biết bao năm không thu nạp người. Từ năm đó sau khi A Đạo Linh tiền bối thu nhận Ngôn Bạn Sơn, thì Linh Sơn đã không thu nạp người nữa, nhưng bây giờ, Diệp công tử lại có quan hệ thân thiết với Ngôn Sơn chủ kia. Nói đến đây, ông ta cười khẽ rồi nói tiếp, chắc chắn Ngôn Sơn chủ đã lấy được truyền thừa của A Đạo Linh tiền bối, nhưng mọi người quên mất một điều, đó là Diệp công tử này tiến vào bí cảnh kia cùng với Ngôn Sơn chủ, sau đó lại cùng đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Ngôn Sơn chủ bắt đầu bế quan tu luyện, còn Diệp Huyên thì hộ pháp cho nàng, biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Có nghĩa chắc chắn Diệp công tử đã gia nhập Linh Sơn, hơn nữa từng gặp tiền bối A Đạo Linh. Tiền bối A Đạo Linh là người cấp bậc nào? Người bình thường có thể lọt vào mắt nàng sao? Mà nếu nàng đã cho phép Diệp công tử? Nói đến đây, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ cười nói, chúng ta giúp Diệp công tử không chỉ khiến Diệp công tử mang ơn chúng ta, còn có thể khiến Linh Sơn mang ơn chúng ta. Đây thật sự là một mũi tên trúng hai đích, hoàn mỹ. Hư ảnh đột nhiên nói, vương, chúng ta có thể ngồi im, để bọn họ tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Trung Sơn Vương khẽ thở dài, người nói thế cũng không sai, nhưng người quên mất một điều đó là ta muốn đạt tới vô cảnh. Hư ảnh ngạc nhiên. Trung Sơn Vương nói tiếp, nếu bây giờ chúng ta ngồi im quan sát, một khi mấy người Diệp công tử thắng, người cảm thấy bọn họ sẽ chú ý đến ta sao? Nói không chừng Ngôn Sơn chủ kia thấy khó chịu, còn tiêu diệt cả chúng ta luôn. Nói xong,
Ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, trận chiến này, Diệp công tử thắng chắc. Hư ảnh tỏ vẻ khó hiểu, vì sao? Trung Sơn Vương cười nói, vì sau lưng người ta có người chống lưng? Đấu với người như thế, người đánh thắng người nhỏ thì có tác dụng gì? Vì kẻ mạnh hơn sẽ lập tức xuất hiện, thậm chí là tận mấy người, hơn nữa, người không cảm thấy Diệp công tử này giống như được trưởng bối cho ra ngoài lịch luyện sao? Người có thể đánh hắn, có thể ngược đãi hắn, nhưng không thể giết chết hắn. Nếu ngươi giết chết hắn thì chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ cả. Hư ảnh. Trung Sơn Vương cười nói, các ngươi đi trước đi, ta chuẩn bị một chút, ta cũng nên lên sân khấu biểu diễn rồi. Hơn nữa còn phải diễn một vở kịch đau khổ cho Diệp công tử xem, để hắn cảm thấy chúng ta xuất hiện giúp đỡ hắn là một chuyện khó khăn đến mức nào. Chúng ta phải đối đầu với biết bao nhiêu thế lực siêu cấp để giúp đỡ hắn, chắc chắn hắn sẽ rất cảm động. Nét mặt hư ảnh cứng đờ, hắn ta cúi người hành lễ, sau đó rời đi. Trung Sơn Vương nhìn lên chân trời, nơi đó có một đám mây trăng đang nhẹ nhàng trôi. Một lát sau, Trung Sơn Vương chợt bật cười, đi về phía xa. Diệp Huyên dừng lại trong một dãy núi, lúc này, hắn đã dùng kiếm Thanh Huyên giấu đi hơi thở của bản thân. Nhưng hắn cũng không cảm thấy như thế là có thể không cần lo lắng. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó hắn tiến vào trong tiểu tháp. Ngôn Bạn Sơn đang ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi, hai mắt khép hờ, trên người không có chút hơi thở. 300 năm. Vừa nghĩ đến chuyện này, Diệp Huyên lập tức thấy đau đầu. Vì hắn biết chắc chắn Lão Huyền ở Linh Sơn không kiên trì được lâu, nói cách khác, không bao lâu nữa, hắn chẳng những bị chấp pháp tông đuổi giết mà còn bị Vân Giới đuổi giết nữa. Hai thế lực siêu cấp. Diệp Huyên cảm thấy bản thân chẳng khác gì sao chổi, đi đến đâu cũng đều bị đuổi giết. Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp, hắn đang muốn rời đi, nhưng lúc này, con người của hắn chợt co lại, kiếm Thanh Huyên trong tay lập tức biến mất. Xoẹt. Một tia hàn mang cắt ngang qua cổ họng hắn. Diệp Huyên lùi lại cả nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên híp mắt, trước mặt hắn không có một bóng người. Chỗ cổ họng của hắn xuất hiện một lớp giáp mỏng. Giáp biến từ kiếm Thanh Huyên. Diệp Huyên híp mắt, người vừa ra tay với hắn khi nãy là một sát thủ vô đạo cảnh. Bọn họ điều động cả sát thủ vô đạo cảnh rồi. Điều khiến hắn thấy hơi nghi ngờ là sao đối phương tìm thấy hắn. Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu tháp, người có thể cảm nhận được sát thủ kia không? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi đáp, không thể. Diệp Huyên nhíu mày, không thể. Ngươi đang nói đùa à? Ngươi là tháp thiên mệnh mà cả một sát thủ cũng không cảm nhận được. Tiểu tháp hờ hững nói, chuyện này có liên quan gì với nhau sao? Diệp Huyên. Tiểu tháp nói tiếp, tiểu chủ, người phải dựa vào chính mình, có hiểu không? Diệp Huyên đen mặt. Tiểu tháp lại nói, tiểu chủ, người nghĩ đi, chủ nhân và thiên mệnh tỷ tỷ đều đang đợi người trưởng thành đấy. Nhưng nếu người còn tiếp tục như thế, ta cảm thấy chắc họ không đợi được đến ngày đó đâu. Người không muốn dựa vào người khác cả đời đâu đúng không? Diệp Huyên lạnh lùng nói, có phải ngươi không cảm nhận được tên sát thủ kia không? Tiểu tháp nổi giận, người đang xem thường ta sao? Ta là ai chứ? Ta là tháp thiên mệnh đấy. Diệp Huyên hỏi, vậy sát thủ kia ở đâu? Tiểu tháp im lặng một lát rồi đáp, ở trong cái bóng sau lưng người. Nghe vậy, Diệp Huyên khép mắt lại, hắn mở lòng bàn tay, một tia kiếm khí chém lên cái bóng của hắn, gần như trong nháy mắt cũng có một tia hàn mang chém lên gáy hắn. Oanh, Diệp Huyên bị chém bay mấy nghìn trượng, rừng cây xung quanh biến thành phấn vụn. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, sát thủ kia đã biến mất. Diệp Huyên thầm nói, tiểu tháp, cho ta biết vị trí của hắn ta. Tiểu tháp đáp, cách 10 trượng bên phải, trong một cái cây. Ong. Một tia kiếm quang đột nhiên xuyên thủng cái cây kia, vào khoảnh khắc cây bị chém đôi, một tàn ảnh lùi lại mấy vạn trượng, sau đó lặng lẽ biến mất. Tiểu tháp nói tiếp, cách đó 30.000 trượng, trong một hồ nước đọng. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, áo giáp trên người hắn chợt biến thành kiếm quang chém vào trong hồ nước. Oanh. Một tàn ảnh bị chém đến mức liên tục lùi về phía sau. Chỗ đó có một cánh tay rơi xuống. Lúc này, tiểu tháp nói, đối phương chạy rồi. Diệp Huyên lạnh lùng nhìn về phía xa,
hắn phát hiện dù đối phương cũng là vô đạo cảnh, nhưng khi đối đầu chính diện, thực lực của đối phương thật sự hơi kém cỏi. Có điều đó cũng là chuyện bình thường, dù sao đối phương cũng là sát thủ, thường sẽ một đòn lấy mạng người khác. Chỉ khi đối đầu chính diện, đối phương mới hoàn toàn mất đi ưu thế của bản thân. Lúc này, Diệp Huyên chợt nói, Tiểu Tháp, ngươi có thể giúp giấu đi hơi thở của ta không? Lúc trước hắn luôn sử dụng kiếm Thanh Huyên để giấu đi hơi thở của bản thân, nhưng hắn phát hiện vẫn có người tìm ra hắn. Tiểu Tháp đáp, đương nhiên là được, nhưng tiểu chủ, ta phải nhắc nhở người, dù ta giúp người che giấu hơi thở thì người khi nãy vẫn có thể tìm ra người. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu hồn đã hoàn toàn giấu đi hơi thở của người, nhưng đối phương vẫn có thể tìm thấy người, có nghĩa đối phương tìm thấy người không phải nhờ vào hơi thở. Diệp Huyên hơi tò mò, vậy thì dựa vào cái gì? Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, người phải nhớ kỹ ta chỉ là một cái tháp thôi. Sao người cứ hỏi một cái tháp nhiều vấn đề thế? Diệp Huyên đen mặt, mẹ kiếp, một khi gặp phải vấn đề nó không biết, nó sẽ nhớ ra nó là một cái tháp. Diệp Huyên lại hỏi, tiểu tháp, khi đối phương đến gần thì nhất định phải nhắc nhở ta. Tiểu Tháp hơi do dự, sau đó nói, tiểu chủ, chẳng lẽ người không muốn trải nghiệm sự kích thích và vui sướng khi đối diện với sinh tử sao? Người nghĩ thử xem, phản ứng lại trong nháy mắt, sau đó giết chết đối phương, có phải cảm giác đó rất thoải mái không? Diệp Huyên im lặng. Tiểu Tháp nói tiếp, nếu ta thông báo cho người thì người sẽ rất khó phát triển. Nhưng nếu người có thể dựa vào thực lực của bản thân giết chết đối phương thì lại hoàn toàn khác. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, người nói cũng rất có lý. Tiểu Tháp gật đầu, trải nghiệm chút cảm giác bị truy sát đi. Diệp Huyên cười nói, không phải là không được. Dứt lời, hắn xoay người, hơi nhếch môi, huynh đệ, đừng trốn nữa. Ta nhìn thấy ngươi từ lâu rồi. Dứt lời hắn biến mất. Sau khi Diệp Huyên biến mất không lâu, một người áo đen chợt xuất hiện ở vị trí hắn vừa đứng. Người áo đen nhìn Diệp Huyên biến mất phía xa, nhẹ giọng nói, cái gì vậy, hắn đang hù dọa ta sao? Diệp Huyên đi thẳng đến chấp pháp tông. Đối với hắn, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hắn lặng lẽ lẻn vào chấp pháp tông, lúc này, các cường giả đứng đầu chấp pháp tông đều đã rời đi, trong tông môn không có một cao thủ vô đạo cảnh nào cả. Hắn không giết chết người của chấp pháp tông, giết chết đám lâu la đó cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại còn sẽ khiến hắn bị lộ vị trí. Đối với hắn bây giờ, một chút thời gian cũng cực kỳ quý giá. Trong bóng tối, Diệp Huyên nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng, hắn đi tới một tiểu lâu rất vắng, hơn nữa còn bỏ hoang đã lâu, khắp nơi đều là mạng nhện. Diệp Huyên đi tới tầng cao nhất của tiểu lâu, hắn nhìn một vòng xung quanh. Xung quanh là một vài cổ tịch đã nổi mốc, không có chút giá trị nào. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống đất, sau đó tiến vào trong tiểu tháp. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu tu luyện. A Đạo Linh đã cho hắn một phần truyền thừa, theo như bà ấy nói, có truyền thừa này giúp đỡ, việc tu luyện của hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trong truyền thừa của A Đạo Linh đã giải thích rất chi tiết cảnh giới vô tâm cảnh. Thậm chí còn có cả tâm đắc tu luyện của bà ấy trước đây. Thứ này thật sự rất có ích với Diệp Huyên. Diệp Huyên bắt đầu đột phá vô tâm cảnh. Giới hạn lớn nhất của hắn bây giờ là cảnh giới quá thấp, một khi đuổi kịp cảnh giới, hắn rất có thể sẽ giết chết được cường giả vô đạo cảnh. Thời gian cứ thế trôi qua. Bên ngoài chấp pháp tông, lúc này, sát thủ trong bóng tối có hơi bối rối. Hắn ta muốn ra tay. Nhưng hắn ta lại kiêng dè Diệp Huyên, vì hình như Diệp Huyên có thể biết được vị trí của hắn ta. Mà một khi giao thủ trực diện, hắn ta chắc chắn không thể giết chết Diệp Huyên. Đối đầu trực diện, thực lực của hắn ta sẽ giảm đi nhiều. Quan trọng nhất là bây giờ hắn ta không dám tiếp cận Diệp Huyên. Thật ra bây giờ hắn ta đã từ bỏ việc giết chết Diệp Huyên rồi, vì hắn ta biết hắn ta không thể giết được. Điều hắn ta phải làm bây giờ là theo dõi Diệp Huyên. Biết được hành tung của hắn. Cách che giấu hơi thở của Diệp Huyên khá đặc biệt, nếu không theo dõi sát sao thì rất dễ bị mất dấu. Điều khiến hắn ta thấy khó hiểu là người này chạy tới chấp pháp tông làm gì? Trong tiểu tháp, vô tâm cảnh. Thật ra nói đơn giản chính là lòng ta tự tại.
Cảnh giới này cũng giống với lý niệm kiếm đạo của hắn, đương nhiên nói thì rất đơn giản, nhưng muốn đạt tới cảnh giới này vẫn rất khó khăn. Trong lòng có ràng buộc sẽ rất khó tự tại. Mà điều hắn phải làm là để lòng mình không có ràng buộc gì nữa. Quá trình này rất khó khăn, hơn nữa còn cần vô số tài nguyên. Lúc trước, khi đột phá mệnh chi cảnh, hắn cảm thấy mất rất nhiều tài nguyên, mà so sánh với bây giờ, những tài nguyên đó chẳng là gì cả. Vì bây giờ mỗi ngày hắn đều phải nuốt chừng ít nhất hơn 1 triệu viên thánh cực tinh. Nếu không nhờ lấy được tài nguyên của mấy người Tuyết Sơn Vương và Cố trưởng lão, hắn hoàn toàn không thể đột phá vô tâm cảnh. Ngoài bản thân mình, hắn cũng đưa truyền thừa của A Đạo Linh cho hư vọng, hơn nữa để hư vọng cùng hắn đột phá vô tâm cảnh. Hắn muốn đào tạo ra một cường giả siêu cấp. Đây là đệ tử của hắn, hắn đương nhiên phải để tâm. Cứ thế 10 năm trôi qua. Hơi thở trên người Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất ngày càng lớn mạnh. Bên ngoài, sát thủ áo đen đang ẩn mình trong bóng tối chợt xoay người, không biết nơi đó đã có một người áo bào đen xuất hiện từ bao giờ. Sát thủ áo đen hành lễ với người áo bào đen, bái kiến các chủ. Người áo bào đen trước mặt là các chủ ẩn sát các. Các chủ nhìn vào trong chấp pháp tông, khàn giọng hỏi, ở bên trong à? Sát thủ áo đen gật đầu, vâng ạ. Sau đó, hắn ta do dự nói, người này hơi kỳ lạ, vì hình như hắn có thể nhìn thấy ta. Các chủ im lặng một lát rồi nói, chuyện này giao cho ta, người rút lui đi. Nhớ kỹ, ngoài ta ra, không được cho ai biết hành tung của hắn. Sát thủ áo đen cúi chào, sau đó lặng lẽ biến mất. Các chủ nhìn vào trong lầu các phía xa, ông ta đứng im một lát rồi lặng lẽ biến mất. Ông ta cũng không ra tay với Diệp Huyên. Ở một nơi khác, trong một đám mây nào đó, sắc mặt Tiêu Hiếu và Tông Thủ cực kỳ khó coi. Vì bọn họ tìm một ngày một đêm vẫn không có chút tin tức nào của Diệp Huyên, tên này như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian vậy. Lúc này, Tông Thủ chợt hỏi, ẩn sát các có tin tức gì không? Tiêu Hiếu lắc đầu, bên kia không có phản hồi gì cả. Nghe vậy, Tông Thủ nhíu mày, ngay cả bọn họ cũng không thể tìm thấy sao. Tiêu Hiếu im lặng. Tông Thủ nhìn về phía Tiêu Hiếu, có vấn đề gì à? Tiêu Hiếu lạnh lùng nói, huynh nói xem, ẩn sát các này có thể âm thầm giết chết Diệp Huyên và Ngôn Bản Sơn, sau đó cướp lấy truyền thừa kia không? Nghe vậy, sắc mặt Tông Thủ lập tức trở nên khó coi. Không phải không có khả năng đó. Lúc này, Tiêu Hiếu nói, cho dù thế nào, chúng ta cũng không thể gửi gắm hy vọng vào ẩn sát các được, phải nghĩ cách khác để tìm ra Diệp Huyên này. Tông Thủ nhìn Tiêu Hiếu, huynh có cách hay gì không? Tiêu Hiếu im lặng một lát rồi nói, huynh cảm thấy bây giờ Diệp Huyên sẽ trốn ở đâu? Tông Thủ nhíu mày, huynh có ý gì? Tiêu Hiếu nhẹ giọng giải thích, nếu ta là Diệp Huyên, thì với ta bây giờ, nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất. Nghe vậy, Tông Thủ trợn mắt, trở về vân giới. Tiêu Hiếu ngăn cản Tông Thủ, đi tới chấp pháp tông của ta. Tông Thủ khó hiểu, vì sao? Tiêu Hiếu cười nhạt, vì chấp pháp tông có thù hằn với hắn nhất. Dứt lời, ông ta vung tay, đi. Sau đó, ông ta dẫn theo các cường giả chấp pháp tông cùng biến mất. Sau khi mấy người Tiêu Hiếu rời đi, Trung Sơn Vương xuất hiện, ông ta nhìn theo hướng bọn họ đi, nhíu chặt mày. Một lát sau, Trung Sơn Vương ra lệnh cho Đạo Lâm Vệ và Cấm Quân đi tới chấp pháp tông với tốc độ nhanh nhất. Nói xong, ông ta biến mất. Chấp pháp tông. Diệp Huyên đang tu luyện chợt mở mắt ra, hắn đang muốn đứng dậy thì giọng nói của Trung Sơn Vương chợt vang lên trong đầu hắn. Diệp công tử, cậu cứ yên tâm đột phá, ta sẽ ngăn cản chấp pháp tông và vân giới giúp cậu. Nhưng chỉ có thể ngăn cản nửa canh giờ thôi. Nửa canh giờ bên ngoài. Diệp Huyên nghiêm túc đáp, đa tạ tiền bối. Trung Sơn Vương cười nói, không cần khách sáo. Diệp Huyên không kịp suy nghĩ và sao Trung Sơn Vương lại giúp hắn, vì bây giờ là thời khắc mấu chốt để đột phá vô tâm cảnh của hắn. Hắn cần chút thời gian. Trong chấp pháp tông, Tiêu Hiếu đưa mắt nhìn một vòng, sau đó, tầm mắt ông ta dừng lại ở một lầu cát tìm thấy rồi. Dứt lời, ông ta mở tay phải, sau đó đè xuống lầu cát kia, một lực lượng mạnh mẽ đè xuống từ chân trời. Vào lúc lực lượng kia sắp đánh trúng lầu cát,
một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, ông ta còn đánh ra một quyền. Oanh! Toàn bộ thời không trở nên vặn vẹo. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, sắc mặt Tiêu Hiếu và Tông Thủ đều trở nên khó coi. Người đàn ông này chính là Trung Sơn Vương của Đạo Lâm Quốc. Tiêu Hiếu nhìn Trung Sơn Vương, Trung Sơn Vương, chúng ta và Đạo Lâm Quốc luôn sống hòa bình với nhau, ông làm thế là có ý gì? Trung Sơn Vương cười nói, Tiêu Tông Chủ, ta muốn bảo vệ Diệp công tử này. Tiêu Hiếu nhìn Trung Sơn Vương, một lát sau, ông ta cười nói, ta hiểu rồi. Trung Sơn Vương chọn một con đường khác với chúng ta, nhưng mục đích của mọi người đều giống nhau. Trung Sơn Vương cười nói, đúng thế. Tiêu Hiếu quay đầu nhìn Tông Thủ, ta giữ chân ông ta. Tông Thủ gật đầu, được. Tiêu Hiếu nhìn Trung Sơn Vương, đang muốn ra tay thì Trung Sơn Vương chợt nói, Tiêu Tông Chủ, có thể nghe ta nói một câu không? Tiêu Hiếu hờ hững hỏi, Trung Sơn Vương muốn nói gì? Trung Sơn Vương cười nói, Tiêu Tông Chủ, chẳng lẽ ông không sợ Ngôn Sơn Chủ gọi Tổ Tông sao? Nét mặt Tiêu Hiếu không chút cảm xúc, ta cược rằng nàng ta không thể gọi Tổ Tông. Trung Sơn Vương còn muốn nói thêm, nhưng Tiêu Hiếu đột nhiên đánh xuống một trường, một lực lượng mạnh mẽ đè xuống từ chân trời. Trung Sơn Vương híp mắt, một khắc sau, ông ta biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Ầm! Một lực lượng cường đại lan tràn trên bầu trời Chấp Pháp Tông. Một khắc sau, Trung Sơn Vương và Tiêu Hiếu đều tiến vào một thời không khác, hai người cũng không dám phá hoại thời không này, cấm chế quân Đạo Lâm để lại cũng không phải trò đùa. Sau khi Trung Sơn Vương và Tiêu Hiếu tiến vào một thời không khác, Tông Thủ nhìn xuống Lầu Các bên dưới, một khắc sau, gã ta lao nhanh về phía Lầu Các, nhưng khi đi tới trước Lầu Các, gã ta chợt trợn mắt, sau đó xoay người. Phụt! Tông Thủ lùi lại cả nghìn trượng, mà một cánh tay của gã ta đã bị chém đứt. Sau khi dừng lại, Tông Thủ nhìn về phía cánh tay rơi xuống, có một người đang đứng ở đó. Sắc mặt Tông Thủ trở nên cực kỳ khó coi, các chủ ẩn sát các, không ngờ cả ông cũng trở mặt. Đối phương không hề đáp lời. Sắc mặt Tông Thủ trở nên dữ tợn, giết. Gã ta vừa dứt lời, cường giả Chấp Pháp Tông và vân giới xung quanh đều xông về phía Lầu Các. Mà lúc này, xung quanh chợt xuất hiện mười mấy bóng đen. Sát thủ. Ngoài ra còn có 30 cường giả mặc áo giáp vàng. Đạo Lâm vệ. Người đàn ông trung niên dẫn đầu nhìn mấy cường giả đang lao tới kia, lạnh lùng ra lệnh, giết. Y vừa dứt lời, những cường giả sau lưng y đồng loạt xông lên. Đại chiến diễn ra. Cường giả của vân giới và Chấp Pháp Tông khá đông, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không thể làm gì được ẩn sát các và Đạo Lâm Quốc. Lúc này, Tông Thủ đột nhiên nhìn về phía thời không xa xôi, Tiêu Tông Chủ, mở trận. Mở trận. Nghe vậy, Trung Sơn Vương đang giao thủ với Tiêu Hiếu cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Nơi này là Chấp Pháp Tông. Lúc này, Tiêu Hiếu chợt cất lời, khởi động đại trận. Ông ta vừa dứt lời, các trận pháp lớn trong Chấp Pháp Tông lập tức khởi động, vô số lực lượng mạnh mẽ đánh về phía những cường giả Đạo Lâm Quốc kia. Sắc mặt những cường giả đó lập tức thay đổi, họ vốn đã yếu thế, bây giờ lại có thêm những trận pháp này, sao họ có thể đỡ được? Lúc này, ba cường giả vô đạo cảnh của Chấp Pháp Tông xông về phía Lầu Các, mục tiêu thật sự của bọn họ vẫn là Diệp Huyên và Ngôn Bản Sơn. Nói đúng hơn là Ngôn Bản Sơn. Một khi Ngôn Bản Sơn đạt tới vô cảnh, bọn họ chỉ có thể tự sát. Vô cảnh. Cường giả vô đạo cảnh hoàn toàn không thể chống lại được. Phải giết Ngôn Bản Sơn. Cường giả Chấp Pháp Tông và vân giới không ngừng lao về phía Lầu Các như nổi điên. Mà lúc này, cường giả của Đạo Lâm Quốc và ẩn sát các đều đã bị chặn lại, hoàn toàn không thể cứu viện. Lúc này, một cô gái xuất hiện trên Lầu Các. Người đó chính là Hư Vọng. Hư Vọng nhìn những cường giả siêu cấp vừa đến kia, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Nàng ta không đột phá vô tâm cảnh nữa. Vì lúc này Diệp Huyên cần người. Nàng ta biết với thực lực của bản thân bây giờ hoàn toàn không thể ngăn cản những người trước mặt. Cảnh giới của bọn họ cao hơn nàng ta quá nhiều. Nhưng nàng ta vẫn ra mặt. Nhìn những cường giả đang xông đến, Hư Vọng từ từ nhắm mắt. Thật ra nàng ta biết nàng ta sẽ chết chắc.
nhưng nàng ta không hối hận vì sự lựa chọn của bản thân. Lúc này, Hư Vọng chợt mở mắt ra, sau đó mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay nàng ta, một khắc sau, nàng ta đâm một kiếm về phía trước. Rút kiếm định sinh tử. Một kiếm sử dụng tất cả sức lực. Một kiếm đâm ra, tiếng kiếm reo thoáng chốc chấn động khắp chân trời. Chiêu kiếm này rất mạnh. Đáng tiếc đối thủ của nàng ta là cường giả vô đạo cảnh. Cường giả vô đạo cảnh dẫn đầu đánh một quyền lên trên kiếm Thanh Huyên, lực lượng mạnh mẽ khiến kiếm Thanh Huyên rung động dữ dội, sau đó, kiếm Thanh Huyên bay ra xa, cùng lúc đó, cánh tay phải của Hư Vọng bị chấn động đến mức nát tan, sau đó, nàng ta cũng bay ra xa, khi dừng lại, thân thể của nàng ta lập tức vỡ tan, chỉ còn lại linh hồn. Những cường giả vô đạo cảnh kia không quan tâm đến Hư Vọng, vì linh hồn của nàng ta đang tan biến với tốc độ rất nhanh. Có hoàn toàn biến mất hay không chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, kiếm Thanh Huyên đột nhiên rung lên, sau đó, nó biến thành một tia kiếm quang đâm vào trong linh hồn sắp biến mất của Hư Vọng. Oanh! Kiếm Thanh Huyên bảo vệ linh hồn của Hư Vọng. Lúc này, lầu các kia chợt biến thành hư vô, một người đàn ông xuất hiện. Người đó chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên vừa bước ra, một cường giả vô đạo cảnh đã xuất hiện trên đầu hắn. Sau đó đánh một quyền xuống. Bọn họ đều biết Diệp Huyên có thể xem thường rất nhiều thời không, vì thế bọn họ không sử dụng lực lượng thời không để đối phó với Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn cú đấm kia với nét mặt không chút cảm xúc, khi cú đấm di chuyển tới trước mặt hắn, thời không xung quanh hắn chợt trở nên hư ảo. Thời không thần bí. Diệp Huyên giẫm chân phải. Oanh! Một lực lượng thời không mạnh mẽ đột nhiên bao phủ lấy cường giả vô đạo cảnh kia. Sắc mặt cường giả vô đạo cảnh thoáng chốc thay đổi, nhưng hắn ta không thua quyền, vẫn đánh một quyền lên mặt Diệp Huyên. Hắn ta đã cảm nhận được lực lượng thời không kia hoàn toàn không thể giết chết hắn ta, nhưng cú đấm này của hắn ta lại có thể giết chết Diệp Huyên. Dùng vết thương đổi mạng. Cũng rất đáng giá, Diệp Huyên híp mắt, lúc này hắn không có kiếm Thanh Huyên, mà hắn cũng không dám thu hồi nó, vì một khi thu hồi kiếm Thanh Huyên, Hư Vọng sẽ hoàn toàn tan biến. Không có kiếm Thanh Huyên, phải làm sao để chống lại một cường giả vô đạo cảnh đây? Suy nghĩ một lát, sắc mặt Diệp Huyên trở nên dữ tợn. Không có kiếm Thanh Huyên, hắn sẽ trở thành một tên vô dụng sao? Hắn tiến lên một bước, trong nháy mắt, vô số kiếm quang bao phủ lấy hắn và cường giả vô đạo cảnh kia. Phương Thốn kiếm vực. Hắn lại sử dụng kiếm kỹ mà hắn thấy hơi lỗi thời này. Lúc sử dụng kiếm kỹ này, trong đầu Diệp Huyên chỉ có một suy nghĩ, lão tử là kiếm tu, không có kiếm Thanh Huyên, lão tử vẫn là một kiếm tu. Nhưng thực tế rất tàn khốc. Oanh! Một tia kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyên bay ngược ra xa mấy nghìn trượng. Cường giả vô đạo cảnh kia sửng sốt, hắn ta nhìn nắm đấm của mình, sau đó lại nhìn về phía Diệp Huyên, nhìn cách xuất hiện của ngươi khi nãy, ta còn tưởng ngươi là một cường giả, không ngờ. Hắn ta nói đến đây, một thanh phi kiếm chợt chém tới. Cường giả vô đạo cảnh nở nụ cười khinh thường, vung tay áo. Oanh! Phi kiếm lập tức bị chém nát. Thấy cảnh này, Diệp Huyên ở phía xa xa sầm mặt. Dù bây giờ hắn đã đạt tới vô tâm cảnh, nhưng vẫn còn chênh lệch khá lớn với vô đạo cảnh. Lúc này, cường giả kia đột nhiên muốn bắt lấy Diệp Huyên từ xa, không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức sụp đổ. Trong mắt Diệp Huyên lóe lên vẻ dữ tợn, hắn không lùi mà tiến tới, biến thành một tia kiếm quang bắn ra. Xoẹt! Một tiếng chém vang vọng. Cường giả vô đạo cảnh ở phía xa nâng tay lên đỡ. Oanh! Kiếm quang thoáng chốc vỡ tan. Cùng lúc đó, hắn ta dùng tay trái đấm một phát. Ầm! Cú đấm này khiến vô số thời không trước mặt hắn ta lõm xuống, nhanh chóng lao về phía Diệp Huyên. Nhưng trong khoảnh khắc quyền mang lao đi, hắn ta cũng bị rơi vào trong một vực sâu thời không tối tăm. Vực sâu thời không thần bí. Sau khi rơi vào trong vực sâu vô tận, hắn ta cau mày. Lúc này, Tiêu Hiếu ở chân trời chợt hét to, các ngươi làm gì đấy, đang xem kịch à? Vốn dĩ trước mặt Diệp Huyên có tận mấy chục cường giả siêu cấp, trong đó là 6 cường giả vô đạo cảnh. Nhưng khi nãy lúc Diệp Huyên giao thủ với cường giả vô đạo cảnh kia, những người này lại không hề ra tay.
Sở dĩ bọn họ không ra tay là vì cảm thấy hai người kia đấu tay đôi, nếu bọn họ nhúng tay vào thì không ổn lắm. Nhưng lúc này sau khi nghe thấy lời Tiêu Hiếu, bọn họ thoáng chốc lấy lại tinh thần. Tất cả mọi người không chút do dự xông về phía Diệp Huyên. Sáu cường giả vô đạo cảnh dẫn đầu tấn công toàn lực, rõ ràng là muốn dùng một đòn giết chết Diệp Huyên. Thấy nhiều người lao tới như thế, Diệp Huyên nheo mắt, hắn vội hét to, tỷ tỷ, nếu tỷ còn không xuất hiện thì chỉ có thể nhặt xác của đệ thôi đấy. Hi hi. Lúc này, một tiếng cười chợt vang lên, sau đó, có một tia kiếm quang xuất hiện. Từ nay về sau, bốn gia tộc chúng tôi đều là người của nhà họ Hậu, là chó mèo của ông. Lão gia Hậu, không, thưa chủ nhân, chúng tôi hiện đã xóa sổ hết thế giới ngầm của Thành Hải rồi. Ông có thể phái người đến chiếm toàn bộ Thành Hải được rồi. Tất cả sản nghiệp của gia tộc chúng tôi sẽ quy hết về nhà họ Hậu, mọi thứ sau này của chúng tôi đều thuộc hết về chủ nhân. Bên trong cửa, Hậu Thụy Niên lạnh nhạt nói, sản nghiệp của bốn gia tộc các ông thêm vào thì cũng tốt. Còn về phần Thành Hải, các ông nghĩ rằng mình đã thực sự xóa sổ hết được chúng à? Nghe vậy, bốn người Uông Tố Lung không thể không mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Hậu Thụy Niên lúc này hừ lạnh một tiếng. Các ông chỉ cử vài con cá nhỏ đi mà đòi nuốt chửng được con cá lớn Thành Hải à? Không biết tự lượng sức mình cứ mạo hiểm làm liều. Cái hồ Thành Hải sâu hơn nhiều so với các ông nghĩ đấy. Những người lộ mặt bây giờ, cũng giống như các ông, đều là mấy con cá nhỏ thôi. Nếu không, đến lượt mấy thằng hề các ông nhảy nhót ở cái đại đô thị quốc tế đó chắc. Cũng may là các ông có người chống lưng cho. Bằng không, thì cứ ở đó mà chờ chết nhé. Bốn người Uông Tố Lung đều bị sốc. Nếu các ông thật sự muốn trở thành người của nhà họ Hậu tôi đương nhiên sẽ hoan nghênh. Những người trong gia tộc của tôi cũng sẽ nhận được sự bảo vệ của gia tộc. Cảm ơn lão gia. Cảm ơn chủ nhân. Từ nay về sau chuyện ở phía Nam sẽ không liên quan gì đến các ông nữa. Ngoan ngoãn làm hoa cỏ, làm chó mèo dưới trướng của tôi đi. Vâng. Bốn người Uông Tố Lung gật đầu. Tuy nhiên, Uông Tố Lung vẫn cảm thấy không cam tâm, ông ta cắn răng hỏi, chủ nhân, còn Đông Hải. Đông Hải đang phất lên rất nhanh. Cộng thêm ở vị trí rất đắc địa, rất có thể nó sẽ trở thành một cảng lớn. Nếu bây giờ không ra tay, đợi đến lúc bị gia tộc lớn khác cướp mất, thì cũng đã muộn rồi. Hậu Thụy Niên chế nhạo. Đông Hải cách thủ đô quá xa. Hơn nữa nhà họ Chu đã ra tay rồi. Chúng ta cứ ngồi xem kịch hay là được rồi. Cấm địa Đông Hải. Hừ. Chết tiệt. Diệp Huyên nhìn Dương Niệm Tuyết, sau đó nhìn tông thủ phía xa. Cười nói, nhìn thấy tên vô đạo cảnh khi nãy chưa? Một tia kiếm quang phụ thân ta để lại mà ông ta cũng không đỡ được, nếu phụ thân ta đích thân ra tay, chật chật. Nghe vậy, sắc mặt mấy người nhóm tông thủ đều trở nên khó coi. Giết chết trong nháy mắt. Chỉ một tia kiếm quang đã có thể giết chết cường giả vô đạo cảnh một cách dễ dàng. Đây là cường giả vô cảnh sao? Chỉ cường giả vô cảnh mới có thể làm được như thế thôi. Sau lưng người này có một cường giả vô cảnh. Nghĩ tới đây, sắc mặt mấy người nhóm tông thủ trở nên càng khó coi hơn. Cường giả vô cảnh. Trong chốc lát, không còn ai dám ra tay nữa. Mà lúc này, Tiêu Hiếu và Trung Sơn Vương cũng đã dừng lại. Trung Sơn Vương đi tới bên cạnh Diệp Huyên, sắc mặt ông ta tái nhợt, giống như đang bị nội thương nghiêm trọng. Diệp Huyên nhìn về phía Trung Sơn Vương, hơi lo lắng, tiền bối. Ông không sao chứ? Trung Sơn Vương đột nhiên che miệng, ho khan mấy tiếng, sau đó ông ta mở lòng bàn tay, trong lòng bàn tay là một vũng máu. Thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Huyên thoáng chốc thay đổi. Trung Sơn Vương cười khổ, đều là chuyện nhỏ thôi. Nói xong, ông ta lại bắt đầu ho khan dữ dội. Diệp Huyên vội nói, tiền bối, ông nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho chúng ta. Trung Sơn Vương thầm thở phào, mẹ ơi, chỉ đợi lời này của cậu thôi đấy. Nếu còn đánh tiếp thì thật sự là liều mạng rồi. Lúc này, Trung Sơn Vương nghĩ đến điều gì, ông ta nhìn người đàn ông áo giáp vàng ở một bên, người đàn ông lạnh lùng báo cáo, Vương, tổn thất 12 huynh đệ. Hu hu. Trung Sơn Vương chợt bật khóc. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, đồng loạt nhìn về phía Trung Sơn Vương. Ông ta như mất hồn lẩm bẩm, bọn họ,
không biết là nhi tử của ai, không biết là phụ mẫu của ai, ta thật có lỗi với bọn họ. Nói xong, ông ta lại khóc to. Thấy thế, Diệp Huyên càng áy náy hơn. Diệp Huyên đi tới trước mặt Trung Sơn Vương, áy náy nói tiền bối. Trung Sơn Vương chợt nắm lấy tay Diệp Huyên, ông ta lắc đầu, nói với vẻ đau khổ, không, không phải lỗi của cậu. Thật sự không trách cậu đâu, cậu đừng áy náy, cậu tuyệt đối đừng áy náy. Diệp Huyên, mọi người xung quanh nhìn Trung Sơn Vương với nét mặt ngày càng kỳ lạ. Nhìn thấy Trung Sơn Vương đang vô cùng đau khổ, Diệp Huyên càng áy náy hơn. Lúc này, Tiêu Hiếu ở một bên châm chọc, Trung Sơn Vương, ông đang diễn kịch gì vậy? Sở dĩ ông nhúng ta vào chuyện này không phải vì truyền thừa của A Đạo Linh sao? Ông đừng có nói nhảm. Trung Sơn Vương chợt tức giận chỉ vào Tiêu Hiếu, ông cho rằng ai cũng tham lam giống như ông à. Ông nghĩ ta ngăn cản các ông là vì truyền thừa ư? Không, ta là vì tương lai của đạo lâm giới. Ta là vì chính nghĩa. Chính nghĩa tất thắng. Mọi người. Chính nghĩa. Nghe Trung Sơn Vương nói vậy, sắc mặt Tiêu Hiếu lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Tên này bị khùng à? Còn vì chính nghĩa nữa? Đúng là đã ăn cắp mà còn la làng. Lúc này, Tông Thủ đi tới bên cạnh Tiêu Hiếu, gã ta do dự một chút rồi nói, chúng ta phải nghĩ cách đối phó cô gái kia. Nghe vậy, Tiêu Hiếu thôi không nghĩ nhiều nữa, ông ta nhìn Dương Niệm Tuyết ở phía đối diện, khi thấy tia kiếm quang trong tay nàng thì trong mắt ánh lên vẻ kiêng kỵ. Giết vô đạo cảnh trong nháy mắt. Chủ nhân của tia kiếm quang đó chắc chắn phải là một vị vô cảnh. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tiêu Hiếu lại càng thêm khó coi. Bây giờ trước mặt bọn họ chỉ có hai con đường, một là tiếp tục giết cả Diệp Huyên cùng Ngôn Bạn Sơn, sau đó lấy truyền thừa kia. Nhưng làm thế thì vô cùng nguy hiểm. Bởi vì có thể sẽ có cường giả vô cảnh chân chính xuất hiện. Con đường thứ hai chính là đầu hàng. Hiện tại đầu hàng còn kịp không? Vẫn còn kịp. Thế nhưng ông ta không muốn đầu hàng. Thà chết vinh chứ không sống nhục. Nghĩ đến đây, Tiêu Hiếu chậm rãi nhắm hai mắt lại, mở trận. Một tia sáng trắng đột nhiên phóng lên trời từ chấp pháp tông, khi tia sáng trắng chiếu đến phía chân trời thì bỗng hóa thành một vòng xoáy quỷ dị, một khắc sau, một thanh cự kiếm chậm rãi chui ra từ trong vòng xoáy đó. Theo sự xuất hiện của thanh cự kiếm kia, vô số thời không rung lên kịch liệt. Vùng vũ trụ này căn bản không chịu nổi sức mạnh của thanh cự kiếm. Lúc này, sắc mặt Trung Sơn Vương trở nên vô cùng nghiêm nghị, kiếm trận vô gian. Dương Niệm Tuyết nhìn về phía Trung Sơn Vương, kiếm trận vô gian. Trung Sơn Vương trầm giọng nói, đây là một kiếm trận cổ xưa, do một vị tông chủ của chấp pháp tông sáng chế, mà năm đó vị tông chủ kia đã là bán bộ vô cảnh. Lão đã dùng mấy trăm năm để sáng lập ra trận này, sau đó mỗi đời tông chủ chấp pháp tông đều sẽ cẩn thận bảo vệ, nên trận pháp ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ, trận pháp này chắc hẳn đã có thể dễ dàng chém chết một vị cường giả bán bộ vô cảnh. Kiếm trận vô gian. Nghe vậy, Dương Niệm Tuyết cau mày lại. Nàng chỉ có một tia kiếm quang, nếu dùng nó để phá đại trận kia thì sau này phải làm sao? Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên đứng dậy. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên kéo Dương Niệm Tuyết ra phía sau, nghiêm túc nói tỉ, để đệ đỡ cho. Dương Niệm Tuyết khẽ nhíu mày, đệ đỡ. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, chuyện nguy hiểm như vậy tất nhiên phải để đệ làm. Dương Niệm Tuyết kéo Diệp Huyên sang bên cạnh, truyền âm bằng huyền khí, đệ đừng nghĩ ta không biết là đệ có thể hấp thu kiếm khí. Diệp Huyên. Nhưng vào lúc này, xung quanh thanh cự kiếm kia đột nhiên xuất hiện vô số kiếm khí bé nhỏ, những kiếm khí này chỉ bằng mũi kim, lít nha lít nhít, khiến người nhìn sởn gai óc. Lúc này, Tiêu Hiếu đột nhiên gần giọng nói, Diệp Huyên, hôm nay có là thần cũng không cứu nổi ngươi. Dứt lời, ông ta vung tay phải xuống. Phía chân trời, thanh cự kiếm kia mang theo vô số kiếm khí bắn nhanh xuống dưới, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời lập tức tối lại. Thấy cảnh này, sắc mặt đám người Trung Sơn Vương bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên giống to, để ta. Nói xong, dưới cái nhìn của mọi người, hắn phóng lên trời, lao thẳng đến thanh cự kiếm kia. Mọi người có chút ngớ ra. Diệp Huyên đang làm gì?
Tiêu Hiếu khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Đúng lúc này, Diệp Huyên lao thẳng đầu vào thanh cự kiếm kia. Ầm. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, thanh cự kiếm kia xuyên thẳng qua cơ thể Diệp Huyên, trong nháy mắt, một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát ra từ cơ thể hắn, cùng lúc đó, dưới sự dẫn lối của Diệp Huyên, vô số kiếm khí ở chân trời cũng chui tuột hết vào trong cơ thể hắn. Ầm. Trong cơ thể Diệp Huyên bùng nổ ra một hơi thở mạnh mẽ, hơi thở ấy đã không còn là khí tức của vô tâm cảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, đám người Tiêu Hiếu hoàn toàn bối rối. Chuyện gì thế này? Không chỉ có đám người Tiêu Hiếu, mà ngay cả Trung Sơn Vương cũng vô cùng kinh ngạc. Tên này hấp thu được cả kiếm. Hấp thu kiếm. Lúc này, Diệp Huyên ở phía chân trời đột nhiên hít sâu một hơi, giống to, sảng khoái quá. Không thể không nói, lúc này đây hắn thật sự rất sảng khoái, những kiếm khí kia giúp tu vi của hắn tăng lên rất nhiều rất nhiều. Mọi người. Tiêu Hiếu nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sắc mặt đen như mực. Cái tên này không chỉ có thể xem thường được thời không, mà còn hấp thu được kiếm. Đây là thần tiên gì vậy? Lúc này, Diệp Huyên chậm rãi nắm chặt tay phải lại, những khí tức mạnh mẽ xung quanh bỗng chốc như thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng trong mắt hắn vẫn ánh lên một tia thất vọng, còn thiếu chút nữa. Vẫn còn thiếu một chút hắn mới đạt đến vô niệm cảnh. Tu vi thì đã đủ rồi. Nhưng hắn cần phải ngộ nữa. Với hắn thì chỉ cần thêm một ngày là sẽ đạt được đến vô niệm cảnh ngay, nhưng tất nhiên bây giờ đối phương sẽ không cho hắn thời gian. Lúc này, Tiêu Hiếu đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một khắc sau, một chiếc lệnh bài phóng lên trời. Ầm. Toàn bộ phía chân trời lập tức hóa thành một vòng xoáy lớn, một khắc sau, một người đàn ông trung niên hư ảo bước ra từ trong đó. Gọi tổ tiên. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Trung Sơn Vương lần nữa đen đi, hắn đi tới cạnh Diệp Huyên, Diệp công tử, đây là niệm chấp tổ tiên của chấp pháp tông. Người này năm đó đã đạt đến bán bộ vô cảnh, hơn nữa còn không phải là bán bộ vô cảnh bình thường thôi đâu, tuy hiện tại lão chỉ còn lại một sợi linh hồn, nhưng thực lực đó cũng đã vượt xa vô đạo cảnh bình thường rồi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi hỏi, tiền bối có đánh thắng được không? Trung Sơn Vương lắc đầu ngay, không, ta không phải đối thủ đâu. Diệp Huyên. Lúc này, niệm chấp đột nhiên nhẹ giọng nói, chấp pháp tông ta sắp gặp hỏa diệt tông sao? Tiêu Hiếu cung kính thi lễ, sư tổ. Cường giả chấp pháp tông cũng đồng loạt hành lễ, bái kiến sư tổ. Niệm chấp đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên giật giật mí mắt rồi lùi lại bên cạnh Dương Niệm Tuyết. Đối mặt với cường giả cấp bậc lão quái vật cỡ này thì cẩn thận một chút vẫn hơn. Niệm chấp nhìn Diệp Huyên một lát rồi nói, vì sao lại đến diệt chấp pháp tông ta? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, tiền bối, không phải ta muốn diệt chấp pháp tông, mà là chấp pháp tông ông muốn cướp kiếm của ta. Nói rồi, hắn nhìn về phía hư vọng, lúc này linh hồn của hư vọng cũng đã hồi phục lại, hắn hơi suy nghĩ, kiếm thanh huyên liền bay đến trước mặt niệm chấp chính là thanh kiếm này. Niệm chấp nhìn kiếm thanh huyên trước mắt, lão vốn muốn nắm lấy, nhưng chẳng biết vì sao lại từ bỏ suy nghĩ đó. Một lát sau, niệm chấp quay đầu nhìn về phía Tiêu Hiếu, đầu óc người có vấn đề sao? Tiêu Hiếu ngạc nhiên, sư tổ. Niệm chấp khẽ nhíu mày, người không cảm nhận được sự khủng bố của thanh kiếm này sao? Tiêu Hiếu trầm giọng nói, chỉ là một thanh kiếm thôi mà. Niệm chấp nhìn Tiêu Hiếu, sao ngươi đạt đến vô đạo cảnh được thế? Sắc mặt Tiêu Hiếu có chút khó coi. Niệm chấp khẽ thở dài, theo lý mà nói, mệnh chi cảnh là đã có thể cảm nhận được nhân quả đáng sợ trong thanh kiếm này rồi. Mà ngươi đã đạt đến vô đạo cảnh nhưng vẫn không cảm nhận được. Phải nói là ngươi dù cảm nhận được, nhưng vẫn bị lòng tham lấn chiếm, hay. Tiêu Hiếu trầm giọng nói, tổ tiên biết hắn là ai. Niệm chấp lắc đầu, không phải là người chúng ta có thể chọc được. Tiêu Hiếu siết chặt hai tay lại, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Niệm chấp vừa nói xong, những cường giả chấp pháp tông ở đây đều sầm mặt đi. Sư tổ của họ mà cũng nói không chọc vào nổi. Vậy còn đánh đấm gì nữa? Niệm chấp đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, vị tiểu hữu này, người tạo ra kiếm này ở đâu? Đã đến vô cảnh chưa? Diệp Huyên cười nói, ta không biết nàng ở đâu, còn nàng có phải là vô cảnh hay không ta cũng không rõ.
Niệm Chấp trầm mặc một lát rồi nói, tiểu hữu, chúng ta bắt tay giảng hòa đi, người thấy thế nào? Bắt tay giảng hòa. Diệp Huyên sửng sốt. Hắn không ngờ rằng ông lão này lại chịu làm hòa. Lúc này, Tiêu Hiếu ở cách đó không xa đột nhiên gào lên, không được. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Hiếu, dẫn đầu là Trung Sơn Vương cũng cười gần, Tiêu Tông Chủ, người cũng lợi hại thật, người đang muốn khi sư diệt tổ à? Niệm Chấp nhìn về phía Tiêu Hiếu, Tiêu Hiếu trầm giọng nói, sư tổ, Chấp Pháp Tông ta và người này quyết không đội trời chung, hôm nay nếu không diệt trừ kẻ này, mai sau khi hắn trưởng thành thì Chấp Pháp Tông sẽ lâm nguy. Niệm Chấp nhìn Tiêu Hiếu, người nghĩ mình có thể giết hắn sao? Vẻ mặt Tiêu Hiếu dần trở nên dữ tợn, tại sao lại không thể? Chấp Pháp Tông ta vẫn còn lá bài tẩy chưa dùng, muốn giết hắn chẳng có gì khó. Nói rồi, ông ta thi lễ một cái thật sâu, sư tổ, Chấp Pháp Tông ta phát triển đến nay không dễ. Chúng ta tu hành đến đây cũng vô cùng khó khăn. Hôm nay nếu tiêu diệt được Diệp Huyên cùng Ngôn Bạn Sơn này, những cường giả vô đạo cảnh của Chấp Pháp Tông ta rất có thể sẽ đột phá lên vô cảnh. Khi đó, Chấp Pháp Tông ta sẽ trở thành thế lực đứng đầu toàn bộ lâm đạo giới này. Vô cảnh. Nghe Tiêu Hiếu nói thế, những cường giả vô đạo cảnh của Chấp Pháp Tông đều có chút động lòng. Phải biết, trên người Diệp Huyên cùng Ngôn Bạn Sơn này chắc chắn có truyền thừa của A Đạo Linh, giết Diệp Huyên là có thể ngăn Ngôn Bạn Sơn đạt đến vô cảnh, đồng thời giành lại được truyền thừa từ Ngôn Bạn Sơn. Một khi có được truyền thừa ấy, bọn họ sẽ có cơ hội đạt đến vô cảnh trong truyền thuyết. Lúc này, Niệm Chấp cũng khẽ thở dài, người nghĩ thì hay lắm, người cũng biết trong kiếm này ẩn chứa một vài tri thức đã vượt quá phạm trù vũ trụ này của chúng ta. Nói cách khác, người tạo ra kiếm này thấp nhất cũng là cường giả vô cảnh. Mà theo ta biết, chỉ có một người từng đạt đến vô cảnh ở vũ trụ này, là Quân Đạo Lâm, nhưng người tạo ra kiếm này lại không phải ông ta, người biết như vậy có nghĩa là gì không? Nghĩa là còn có những cường giả siêu cấp và những thế giới khác mà chúng ta không biết đến. Trung Sơn Vương ở bên cạnh Diệp Huyên giơ ngón cái, không hổ là tổ tiên, thông minh quá xá. Khâm phục. Tiêu Hiếu trầm mặc, sắc mặt u ám, không biết là đang nghĩ gì. Lúc này, Niệm Chấp tiếp tục nói, người có lòng tham thì bình thường thôi, nhưng chớ bị lòng tham che mờ tâm trí, có vài người có thể làm địch được, nhưng cũng có vài người tuyệt đối không thể trở mặt được. Đây chính là lẽ sống hiển nhiên, ngươi đã hiểu chưa? Tiêu Hiếu nhìn về phía Niệm Chấp, rốt cuộc ta cũng hiểu tại sao tổ sư cả đời đều dừng lại ở bán bộ vô cảnh rồi. Bởi vì tổ sư làm việc lúc nào cũng sợ trước sợ sau, tính cách như vậy, há thành đại sự được. Nói rồi, ông ta giận dữ chỉ lên trời cao, Tiêu Hiếu ta không tin số mệnh, ngoại trừ bản thân ra, ai ta cũng không tin, mệnh của ta thuộc về ta, chứ không thuộc về ông trời. Vẻ mặt Niệm Chấp cứng đờ. Mệnh ta không do trời. Lúc nghe thấy câu này, tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ. Diệp Huyên cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, tên này to gan thật. Trung Sơn Vương cũng lắc đầu, lợi hại. Niệm Chấp khẽ thở dài, nét mặt phức tạp, gặp phải đồ tôn thế này, lão ta nhất thời không biết nên nói thế nào. Lúc này, Tiêu Hiếu chợt lạnh lùng nói, cung tiễn tổ tông. Dứt lời, ông ta mở lòng bàn tay, một lệnh bài màu đen xuất hiện, một khắc sau, thần hồn của Niệm Chấp dần trở nên hư ảo. Ông ta muốn thu đi hồn phách của Niệm Chấp. Niệm Chấp nhìn những cường giả Chấp Pháp Tông xung quanh, các ngươi có lựa chọn gì? Các cường giả của Chấp Pháp Tông đều im lặng. Nét mặt Tiêu Hiếu không chút cảm xúc, sư tổ, chúng ta muốn liều một lần. Niệm Chấp gật đầu, ta hiểu rồi. Dứt lời. Thân thể lão ta dần trở nên hư ảo. Lúc này, Trung Sơn Vương đột nhiên nói, tiền bối, ông có thể giết chết Tiêu Hiếu này, làm thế, ông sẽ có thể cứu được Chấp Pháp Tông. Tiêu Hiếu lạnh lùng nhìn Trung Sơn Vương, sát khí trong mắt như biến thành thực thể. Niệm Chấp lắc đầu cười khẽ, ta đã chết, Chấp Pháp Tông này có tồn tại hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì với ta nữa. Trung Sơn Vương trầm giọng nói, ông cứ thế đứng nhìn bọn họ đâm đầu vào chỗ chết ư. Niệm Chấp cười đáp, đó là sự lựa chọn của bọn họ. Nói xong, linh hồn của lão ta biến mất tựa như một làn khói xanh. Hoàn toàn tan biến. Lão ta không lựa chọn tiếp tục quay về trong lệnh bài kia, sau đó bảo vệ Chấp Pháp Tông. Vì lão ta đã biết được kết cục rồi.
mà lão ta hoàn toàn không thể thay đổi được nó. Dù lão ta là tổ tiên của chấp pháp tông, nhưng đây cũng không phải thời đại của lão ta, dù sao thì một đời vua một đời thần mà. Lão ta chọn im lặng rời đi. Sau khi niệm chấp rời đi, Trung Sơn Vương bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu có cần rút lui không? Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi, có khả năng chiến thắng không? Trung Sơn Vương dùng huyền khí truyền tâm, có phải tỷ tỷ của cậu chỉ còn một tia kiếm quang thôi không? Diệp Huyên nhìn về phía Trung Sơn Vương, sao tiền bối lại biết? Trung Sơn Vương trầm giọng nói, nếu nàng có nhiều tia kiếm quang, sao nàng có thể đứng ở đây nhìn Tiêu Hiếu hống hách được? Diệp Huyên. Trung Sơn Vương trầm giọng nói, chúng ta rút lui về Đạo Lâm Quốc đi. Diệp Huyên gật đầu, mọi chuyện đều nghe theo tiền bối. Khóe miệng Trung Sơn Vương khẽ giật, ông ta vung tay phải, rút lui. Rút lui. Nghe thấy mệnh lệnh, mọi người lập tức bỏ chạy. Lúc này, trong mắt Tiêu Hiếu lộ vẻ dữ tợn, muốn chạy à? Dứt lời, ông ta vung tay, giết. Ông ta vừa cất tiếng, cường giả chấp pháp tông và vân giới phía sau lập tức xông lên. Lúc này, xung quanh chợt xuất hiện rất nhiều sát thủ. Ẩn sát các chặn đường cho mọi người rút lui. Tiêu Hiếu mở lòng bàn tay, 9 tấm bảng gỗ màu đen đột nhiên nổ tung, 9 người thần bí quấn vải đen xuất hiện. Khi bọn họ xuất hiện, sắc mặt Trung Sơn Vương trong thời không xa xôi thoáng chốc thay đổi, thi tướng. Không ngờ chấp pháp tông này lại luyện chế thi tướng. Diệp Huyên hơi tò mò, tiền bối, thi tướng là cái gì? Trung Sơn Vương trầm giọng nói, năm đó Đạo Lâm giới có một thế lực siêu cấp tên là Thi Thần Tông, tông môn này có sở trường luyện thi. Nói đến đây, ông ta xoay người nhìn lại, những thi tướng này tối thiểu đều là cường giả vô đạo cảnh, mà sau khi trải qua bí pháp đặc biệt luyện chế, thực lực của bọn họ sẽ trở nên càng đáng sợ. Năm đó Thi Thần Tông luyện chế rất nhiều thi tướng. Sau đó, tổ tiên Đạo Lâm Quốc ta xuất quan, thẳng tay tiêu diệt bọn họ, vì thủ pháp luyện thi vô cùng tàn nhẫn, ví dụ như mấy thi tướng cậu nhìn thấy bây giờ, thật ra thần hồn của bọn họ đều vẫn còn, nhưng lại bị giam cầm trong thi thể, hơn nữa còn bị người luyện thi điều khiển. Diệp Huyên đang định đáp lời thì có 6 thi tướng xuất hiện trước mặt họ, mà Diệp Huyên phát hiện, 3 thi tướng khác đã chặn lại tất cả sát thủ của ẩn sát các. Kể cả các chủ ẩn sát các cũng bị chặn lại. Diệp Huyên nhìn Trung Sơn Vương, tiền bối, người đánh được mấy người? Trung Sơn Vương giơ một ngón tay. Diệp Huyên vội nói, tất cả ư, được lắm. Trung Sơn Vương trợn mắt há mồm, người không biết đếm à? Ta nói là 1. Diệp Huyên đen mặt, tiền bối, cảnh giới của ông cao hơn ta nhiều thế mà chỉ đánh 1 tên, ông không thấy xấu hổ sao? Trung Sơn Vương gật đầu, ta không biết xấu hổ. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lúc này, Tiêu Hiếu và Tông Thủ xuất hiện trước mặt 3 người Diệp Huyên. Tiêu Hiếu nhìn Dương Niệm Tuyết đứng sau lưng Diệp Huyên, ông ta vẫn chưa quên tia kiếm quang trong tay Dương Niệm Tuyết. Ông ta nói với giọng điệu nặng nề, cô nương, nếu cô đồng ý rời đi, chúng ta tuyệt đối không ngăn cản. Hai mắt Dương Niệm Tuyết sáng lên, thật sao? Nghe vậy. Trung Sơn Vương và Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết với nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Dương Niệm Tuyết nghiêm túc nói, ta chỉ hỏi chút thôi, không có ý gì cả. Diệp Huyên và Trung Sơn Vương nhìn nhau, hai người đều hơi hoảng loạn. Trung Sơn Vương khẽ nói, cậu chắc chắn đây là tỷ tỷ ruột của cậu à? Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, chuyện đã lâu lắm rồi, ta cũng không chắc nữa. Trung Sơn Vương. Lúc này, Tiêu Hiếu lại nói, cô nương, nếu ta đoán không lầm thì trong tay cô chỉ còn lại 1 tia kiếm quang thôi đúng không? Dương Niệm Tuyết im lặng. Tiêu Hiếu nói tiếp, tia kiếm quang đó của cô đúng là rất mạnh, chúng ta cũng không thể đỡ được, nhưng cô chỉ có thể giết 1 người thôi, đúng không? Dương Niệm Tuyết nhếch môi, vậy ta sẽ giết ông. Dứt lời, nàng ta mở lòng bàn tay, 1 tia kiếm quang bay ra. Mục tiêu của tia kiếm quang này chính là Tiêu Hiếu. Sắc mặt Tiêu Hiếu thoáng chốc thay đổi, lúc này, ông ta đánh hơi được hơi thở tử vong. Nếu bảo ông ta chặn tia kiếm quang này, chắc chắn ông ta sẽ không chặn được. Đương nhiên ông ta cũng sẽ không tự mình chặn lại. Một thi tướng xuất hiện trước mặt Tiêu Hiếu, sau đó đánh ra 1 quyền. Dùng sức mạnh để ngăn cản. Xoẹt, dưới ánh nhìn của mọi người, thi tướng kia cứ thế bị tiêu diệt, mà lúc này,
Tiêu Hiếu đã chạy tới nơi cách đó vạn trượng. Nhìn thấy thi tướng đáng sợ bị giết chết như thế, trong mắt Tiêu Hiếu lần đầu tiên lộ vẻ sợ hãi. Ông ta biết rất rõ sức mạnh của thi tướng kia, có thể nói dù là ông ta cũng không thể làm gì được nó cả, vì thân thể của nó có thể xem như bán bộ vô cảnh rồi. Nhưng một thân thể đáng sợ như thế lại bị kiếm quang chém nát như cắt đậu hũ. Không ngờ kiếm quang này lại đáng sợ đến thế. Trong lòng Tiêu Hiếu dâng lên cảm giác sợ hãi, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị ông ta giấu đi. Bây giờ, ông ta đã không còn đường lui nữa. Tiêu Hiếu ngẩng đầu nhìn về phía xa, một khắc sau, ông ta ngây người. Cô gái kia không có ở đây. Chẳng những Tiêu Hiếu mà Diệp Huyên và Trung Sơn Vương cũng sửng sốt. Sau khi sử dụng tia kiếm quang kia, Dương Niệm Tuyết lập tức bỏ chạy. Bỏ chạy. Diệp Huyên ngơ ngác, đây là tỷ tỷ ruột của hắn đấy. Nàng cứ thế bỏ chạy à? Không phải có câu một giọt máu đào hơn ao nước lã à? Lúc này, Tiêu Hiếu nhìn về phía Trung Sơn Vương, ông ta gằn giọng, giết chết ông ta trước. Dứt lời, ba thi tướng lập tức xông về phía Trung Sơn Vương. Thấy cảnh này sắc mặt Trung Sơn Vương thay đổi, ông bị điên à? Tiêu Hiếu nhìn chằm chằm Trung Sơn Vương, lão tử đã chướng mắt ông từ rất lâu rồi. So với Diệp Huyên thì ông ta hận Trung Sơn Vương này hơn. Diệp Huyên không biết xấu hổ, ông ta còn thấy bình thường, dù sao Diệp Huyên cũng còn yếu, cũng giống như trẻ con vậy, mặt dày một chút là điều dễ hiểu, nhưng Trung Sơn Vương là ai? Ông là vô đạo cảnh đấy. Nhưng ông cũng mặt dày như thế, không ngừng nói những lời khó nghe. Tiêu Hiếu không vui. Cho nên ông ta thẳng thừng ra tay với Trung Sơn Vương. Lúc này, Diệp Huyên thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn nhanh chóng sa sầm mặt. Vì trước mặt hắn vẫn còn hai thi tướng nữa. Chẳng những thế, Tông Thủ và Tiêu Hiếu cũng đều đang nhìn chằm chằm hắn. Mục tiêu chính của đối phương vẫn là hắn. Diệp Huyên nhìn Ngôn Bạn Sơn trong tiểu tháp, lúc này, Ngôn Bạn Sơn tựa như một lão tăng ngồi thiền, không có chút động tĩnh nào cả. Hoàn toàn không thể dựa vào. Tiêu Hiếu chợt cất lời, giết. Vừa nói xong, hai thi tướng bên cạnh ông ta lập tức lao về phía Diệp Huyên. Trong mắt Diệp Huyên có lệ khí lóe lên, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên bay ra. Oanh! Một tia kiếm quang chém thẳng về phía con thi tướng dẫn đầu. Kiếm Thanh Huyên lập tức bị đánh lui, nhưng trên người thi tướng cũng xuất hiện một vết kiếm sâu. Nhìn thấy cảnh này, Tiêu Hiếu lập tức sa sầm mặt. Không ngờ thanh kiếm này lại có thể phá hoại thân thể của thi tướng. Lúc này, ba thi tướng lao tới trước mặt Diệp Huyên động tâm niệm, một tấm khiên xuất hiện. Oanh oanh oanh! Khiên kiếm rung động kịch liệt, Diệp Huyên và lá chắn bị đánh bay mấy nghìn trượng, vào lúc hắn dừng lại. Khiên kiếm trước mặt hắn đột nhiên biến thành một tia kiếm quang chém ra. Oanh! Một thi tướng xông tới trước mặt hắn bị kiếm quang chém làm dừng lại. Lúc này, một cú đấm lặng lẽ xuất hiện bên phải Diệp Huyên, nhắm thẳng vào đầu hắn, muốn đập vỡ đầu hắn. Diệp Huyên giẫm chân phải, lập tức thi triển kiếm vực, một tia kiếm quang bao phủ lấy hắn và thi tướng kia, nhưng kiếm quang vừa xuất hiện đã vỡ tan. Sau khi kiếm quang bị đánh vỡ, Diệp Huyên lập tức bay ra mấy nghìn trượng, hắn chỉ vừa dừng lại, một lực lượng đáng sợ đã lao đến. Diệp Huyên chợt híp mắt lại, hắn động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên lại biến thành khiên kiếm một lần nữa. Khiên kiếm rung động kịch liệt, một vùng kiếm quang lóe lên, Diệp Huyên lại lùi nhanh, trong quá trình lùi lại, một thi tướng chợt xuất hiện, sau đó đánh một quyền vào mặt hắn. Không hề chứa đựng lực lượng thời không nào. Chỉ có lực lượng đơn thuần. Lực lượng này có thể không có uy hiếp quá lớn với người bình thường, dù sao đối phương cũng có thể dùng lực lượng thời không để ngăn cản, nhưng lực lượng đơn thuần này lại rất có sức uy hiếp với Diệp Huyên. Vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyên lại đánh hơi được hơi thở của tử vong. Tử vong. Đã lâu rồi hắn không cảm nhận được hơi thở này. Vào lúc này, Diệp Huyên chợt bật cười. Theo nụ cười của hắn, huyết dịch trong cơ thể hắn cũng thoáng chốc sôi trào, trong nháy mắt, hắn hoàn toàn biến thành một người máu, một khắc sau, cả chân trời cũng đỏ tựa như một biển máu, cực kỳ đáng sợ. Huyết mạch chi lực. Sau một khoảng thời gian, hắn lại điều động huyết mạch chi lực một lần nữa.
Sau khi thúc giục, một hơi thở vô cùng đáng sợ xuất hiện. Trong khoảnh khắc huyết mạch chi lực được kích hoạt, Diệp Huyên chỉ khẽ động tâm niệm, lập tức có một tia kiếm quang đỏ tươi vụt lên. Ầm. Thi tướng trước mặt hắn bị chém bay đi cả nghìn trượng, khi dừng lại được thì thân thể cũng nứt toác ra. Đám Tiêu Hiếu thấy vậy thì sắc mặt trở nên xấu xí vô cùng. Không ai ngờ rằng Diệp Huyên vẫn còn con bài tẩy này. Huyết mạch chi lực. Đây là huyết mạch gì mà lại có thể khiến thực lực của hắn gia tăng nhiều đến vậy? Tiêu Hiếu quay sang Tông Thủ, lạnh lùng gằn giọng, đến nước này rồi, huynh còn định giấu bài gì nữa? Đánh nhau đến bây giờ, ông ta đã dùng ra mọi con bài của mình. Nhưng vân giới vẫn còn giữ lại. Khiến ông ta khó chịu vô cùng. Tông Thủ không nói gì. Thật ra gã ta đã sinh lòng thoái lui khi thấy tổ sư chấp pháp tông cũng không dám trêu chọc Diệp Huyên, nhưng gã biết gã và vân giới đã không còn đường lui nữa. Nếu rút lui bây giờ, để Diệp Huyên có cơ hội phát triển, hoặc để NBS đạt đến vô cảnh, khi ấy mạng sống của gã ta và cả vân giới chỉ dựa vào một ý niệm của đối phương. Tiêu Hiếu lạnh nhạt nói, sao? Huynh cho rằng lúc này vẫn còn đường lui. Những lời này xua đi một tia do dự trong mắt Tông Thủ. Gã ta vươn tay, để một luồng khói xanh chậm rãi dâng lên. Một khắc sau, thời không bốn phía chấn động kịch liệt, sau đó có 12 lão già khoác áo bào trắng bước ra từ bốn phía. Tiêu Hiếu nheo mắt lại, Vân Thần Tướng. Vân Thần Tướng. Đây là một tiểu đội bí ẩn do tổ tiên vân giới lập nên năm ấy, nghe nói có 36 người, trong đó 9 vị đã đạt đến bán bộ vô cảnh. Nhưng khi tổ tiên vân giới qua đời, bọn họ cũng không còn tung tích. Nhưng bây giờ họ lại xuất hiện. Tuy nhân số chỉ còn lại 12 nhưng đều đã đến vô đạo đỉnh cao. Bọn họ là những cường giả vô đạo cảnh cực kỳ có uy tín, từ chiến lực đến nội tình bản thân đều đứng đầu. Sự xuất hiện của 12 người này mang đến thay đổi long trời lở đất cho thế cục hiện tại. Đàn áp. Chỉ xem từ đội ngũ và nhân số cũng có thể thấy vân giới và chấp pháp tông đang hoàn toàn áp đảo bên Diệp Huyên. Bên kia, Trung Sơn Vương và các chủ ẩn sát các đều xa sầm mặt. Xem tình hình trước mắt thì ẩn sát các và Lâm Đạo Quốc đều đang bị đàn áp hoàn toàn. Các chủ ẩn sát các khó chịu vô cùng, bởi người của y đều là sát thủ, không thiện giao chiến chính diện, đến nay đã tổn thất rất nhiều. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ bỏ mạng toàn bộ. Nhưng đúng lúc này, Tông Thủ lại nhìn vào Diệp Huyên ở nơi xa, giết. Giết. Lời vừa dứt. 12 vân thần tướng đã lao đi, mang theo ngần ấy khí tức khổng lồ càn quét khắp nơi như sóng thần, khiến thời không trong thiên địa cũng bất chợt trở nên mờ ảo. Diệp Huyên với huyết mạch chi lực đã được kích hoạt khẽ nhíu mày. Hắn vẫn còn giữ được một tia linh trí, thấy 12 vô đạo cảnh vò tới thì sạm mặt. Mà cha nó! Mấy thằng già này lại muốn đánh hội đồng, đếch biết võ đức gì cả. Chỉ có thể liều mạng. Đương lúc Diệp Huyên định ra tay. Không gian bốn phía chợt chấn động. Một khắc sau, 9 cường giả khoác giáp vàng đã xuất hiện quanh hắn. Cấm quân Lâm Đạo Quốc. Trung Sơn Vương đang bị 3 thi tướng đánh cho bầm dập ở nơi xa la lên, tiểu tử. Rút lui, đến Lâm Đạo Quốc của ta trước. Diệp Huyên trần trừ tiền bối Đoạn Hậu sao? Trung Sơn Vương, hỏi thừa. Diệp Huyên suy nghĩ rồi lại hỏi, có được không vậy? Ta. Trung Sơn Vương cả giận. Vậy ngươi đi mà Đoạn Hậu. Diệp Huyên còn không buồn quay đầu lại đã biến mất tăm, tiền bối bảo trọng. Trung Sơn Vương. Thấy Diệp Huyên chạy mất, một tia dữ tợn lóe lên trong mắt Tiêu Hiếu, trốn đi đâu. Ông ta biến mất tại chỗ, mà Diệp Huyên cũng xoay người vung kiếm. Rút kiếm định sinh tử. Kiếm quang như máu bùng nổ. Tiêu Hiếu đang lao đến, nhìn thấy cảnh này thì đồng tử rụt lại. Nhưng không thối lui mà tung nắm đấm ra. Cứng đối cứng. Ông ta biết kiếm của Diệp Huyên kinh khủng thế nào, nếu lui sẽ chỉ càng thảm thiết. Bởi vì nó quá nhanh. Kiếm quang nổ ra, Tiêu Hiếu bị đẩy lui đi mấy nghìn trượng, khi vừa dừng lại thì đã thấy một thanh phi kiếm bay đến. Ông ta nghiêng người nhanh như chớp, tránh thoát đường kiếm chết người nọ, nhưng khi muốn đuổi theo thì phát hiện hai tay mình đã hóa thành hư vô. Sắc mặt Tiêu Hiếu khó coi vô cùng, đuổi theo. Không được để hắn đến Lâm Đạo Quốc. Ông ta không biết Lâm Đạo Quốc còn giấu con bài tẩy gì, nhưng vẫn không dám khinh thường.
Bởi vì tổ tiên Lâm Đạo Quốc chính là quân đạo Lâm. Đám tông thủ là những người lao ra đầu tiên. Hai con thi tướng và bọn vân thần tướng cũng bỏ qua Trung Sơn Vương, đuổi theo Diệp Huyên. Trung Sơn Vương không khỏi thở phào một hơi, cũng may ông ta nảy ra ý để Diệp Huyên chạy đi hấp dẫn sự chú ý, bằng không cứ tiếp tục thì ông ta cũng không chịu nổi nữa. Diệp Huyên. Bỗng có một người áo đen xuất hiện cạnh Trung Sơn Vương, không ai khác ngoài các chủ ẩn sát các. Các chủ hỏi, Trung Sơn Vương, ông không sợ hắn bị giết sao? Trung Sơn Vương, sao có thể? Chúng ta có chết thì hắn cũng không bị gì. Các chủ cau mày, vì sao? Trung Sơn Vương nhàn nhạt đáp, vì người ta có chống lưng. Các chủ. Trung Sơn Vương nhìn khắp bốn phía rồi nói, đi thôi, đến Lâm Đạo Quốc đợi hắn. Ông ta xoay người rời đi. Các chủ do dự, ông thật sự không sợ hắn chết. Trung Sơn Vương không quay đầu lại, hắn không chết, chúng ta lời to, hắn chết, chúng ta cũng không mất gì, bởi vì người đứng sau hắn chắc chắn sẽ đến trả thù. Giờ phút chấp pháp tông và vân giới giết hắn cũng là ngày chết của chúng, khi ấy chúng ta cũng có lợi. Các chủ, chắc chắn không lỗ. Trung Sơn Vương gật đầu, yên tâm đi ẩn sát, ta bảo đảm tiểu tử này sẽ không gạt ông. Không bao lâu nữa, chúng ta đều sẽ có thể đạt đến vô cảnh trong truyền thuyết. Sau một hồi im lặng, ẩn sát mới nói, chỉ mong là vậy. Y thoáng dừng lại, cho đến hiện nay, khắp đạo lâm giới chỉ có quân đạo lâm và A đạo linh là đạt đến vô cảnh, mà người đứng sau Diệp công tử. Trung Sơn Vương đang đi ở xa dừng bước, khẽ nói, chính vì vậy nên mới đáng sợ, bởi vì điều này có nghĩa rằng đạo lâm giới chúng ta không hề ở đỉnh cao vũ trụ. Nói rồi ông ta lại bước đi. Ẩn sát không nói gì. Chấm chấm chấm. Cuối tinh không, Diệp Huyên ngự kiếm như sao xẹt, đẩy mạnh tốc độ đến mức cao nhất. Nhờ có huyết mạch chi lực được kích hoạt cùng kiếm Thanh Huyên mà đám người Tiêu Hiếu nhất thời không đuổi kịp hắn. Nhưng cũng không bị hắn cắt đuôi. Sắc mặt Diệp Huyên khó coi cực kỳ. Hắn nhận ra khi mình vừa cất bước chạy thì cũng hấp dẫn toàn bộ cường giả. Hiện giờ, sau lưng hắn đang có chừng 39 vô đạo cảnh. 39. Mà đám thi tướng và vân thần tướng còn chưa tính là cường giả vô đạo cảnh. Diệp Huyên bật hỏi, tiểu tháp, cha ta sẽ làm gì nếu gặp phải cảnh này? Tiểu tháp im lìm. Diệp Huyên đen mặt, đừng có giả chết. Tiểu tháp, chủ nhân mà gặp phải cảnh này sẽ liều mạng. Diệp Huyên hạ giọng, người thấy ta liều mạng thì thoát được không? Tiểu tháp, không nổi. Diệp Huyên, vậy ngươi có cách gì? Tiểu tháp im lặng một hồi mới nói, lấy tình hình trước mắt, ta đề nghị tiểu chủ đầu hàng. Diệp Huyên. Đúng lúc này, vùng thời không trước mặt hắn bất thình lình nứt ra, để một cái bóng mở vụt tới. Diệp Huyên nheo mắt, bắn kiếm Thanh Huyên trong tay ra. Doạt. Thời không xé rách, bóng mờ bị chém bay. Nhưng chỉ trong một khắc khựng lại đó, đám Tiêu Hiếu đã xuất hiện trước mặt hắn. Bị bao vây rồi. Diệp Huyên nhìn mười mấy cường giả vô đạo cảnh khắp bốn phía, thở dài trong lòng. Tiêu Hiếu dẫn đầu cả bọn kêu lên, giết. Không nhiều lời. Ông ta không muốn cho Diệp Huyên bất kỳ cơ hội nào nữa. Nào ngờ Diệp Huyên la lên, ta đầu hàng. Đầu hàng. Những lời này khiến mấy tên cường giả sắp sửa ra tay bỗng dừng lại. Tiêu Hiếu cau mày, đầu hàng. Diệp Huyên gật đầu, đánh không lại, đầu hàng. Tiêu Hiếu, đã vậy thì giao thanh kiếm trong tay ngươi và ngôn bán nhất. Ra đây. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn vươn tay để kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Tiêu Hiếu. Ông ta nheo mắt liếc hắn một cái rồi cầm lấy kiếm, sau đó chân mày nhíu chặt lại. Một cảm giác bất an lặng lẽ dâng lên trong lòng. Diệp Huyên, các người rất muốn biết người sau lưng ta là ai, đúng không? Ông có thể cảm nhận người ấy thông qua thanh kiếm này. Tiêu Hiếu nhìn hắn một hồi, sau đó thả kiếm ra, vì sao ta phải làm vậy? Diệp Huyên sượng ngắt. Tiêu Hiếu cười nhạt, người cố tình đầu hàng, đưa kiếm cho ta, mục đích là muốn ta dùng nó cảm nhận người đứng sau ngươi, mượn tay đối phương để giết ta. Sắc mặt ông ta lạnh đi, người tưởng ta ngu lắm sao? Diệp Huyên câm họng. Mẹ, sao thằng cha này đếch đi theo lẽ thường vậy? Tiêu Hiếu trực tiếp thu kiếm Thanh Huyên vào,
nói ta biết Diệp Huyên ngươi có chống lưng, lại là chống lưng rất mạnh, nhưng ta cho ngươi hay, hôm nay là ngày chết của ngươi. Trừ khi ngươi lập tức gọi chống lưng ra, bằng không ngươi chết chắc rồi. Đoạn vung tay lên, giết. Vừa dứt lời, những cường giả quanh đó đã lao lên. Diệp Huyên nhắm mắt lại, huyết dịch trong người sôi trào. Một mình đấu với hơn 30 vô đạo cảnh. Bất khả thi. Tuy thực lực của hắn đã tăng tiến rất nhanh, có kiếm Thanh Huyên ở đây thì chiến lực có thể đánh với vô đạo cảnh, nhưng vấn đề là ở đây có tận mười mấy vô đạo cảnh. Làm sao bây giờ? Đánh thôi, Diệp Huyên biết hắn chỉ còn duy nhất con đường này. Dần ra, khí tức quanh người hắn ngày càng mạnh lên, một tia thanh tỉnh trong mắt cũng dần biến mất. Bỗng có tiếng tiểu tháp vang lên trong đầu, tiểu chủ có muốn thử cảm ứng thiên mệnh tỷ không? Diệp Huyên phá ra cười, khỏi. Nói xong, một tia tỉnh táo cuối cùng trong mắt hắn biến mất. Hoàn toàn tiến vào phong ma. Hắn có thể cảm nhận được Thanh Nhi không? Thật ra là có. Người khác có thể, sao hắn lại không cho được? Chỉ cần hắn muốn thì chắc chắn có thể liên lạc được với Thanh Nhi, bởi vì nàng không bài xích hắn, vấn đề là hắn không muốn. Người khác cảm nhận Thanh Nhi và hắn cảm nhận Thanh Nhi là hai việc hoàn toàn khác nhau. Nếu hắn làm vậy thì cả đời về sau sẽ lệ thuộc vào nàng, khi gặp bất kỳ khó khăn gì cũng không biết tự nghĩ cách vượt qua, chỉ biết đi tìm Thanh Nhi. Nếu đi đến bước đó, thì hắn đã hoàn toàn không thể cứu nữa. Khi ấy thì còn cần tu luyện làm gì, đi theo Thanh Nhi há chẳng phải tốt hơn sao? Chưa kể chỉ cần đi theo Thanh Nhi, hắn chính là vô địch. Không chủ động cảm nhận Thanh Nhi chính là giới hạn cuối cùng của hắn. Khi một tia thanh tỉnh sau chót biến mất. Một luồng khí tức khủng bố ùa ra từ cơ thể hắn, khiến thời không xung quanh sôi lên sùng sục. Hắn khẽ động tâm niệm, lập tức có hàng loạt khí kiếm đỏ tươi bay ra từ sau lưng. Tên Vân Thần tướng đi đầu vội vàng giơ tay lên đỡ. Kiếm khí chém tới, sức mạnh khổng lồ đánh ông ta bay đi tận mấy trăm trượng. Diệp Huyên gầm lên, tiểu hồn. Tiêu Hiếu đang chuẩn bị ra tay nhất thời biến sắc. Keng! Tiếng kiếm minh lảnh lót vang lên từ trong cơ thể ông ta. Chỉ một khắc sau, tiểu hồn đã phá vỡ phong ấn, hóa thành kiếm quang đỏ tươi bay về tay Diệp Huyên. Tiêu Hiếu thấy vậy thì hốt hoảng, thanh kiếm ấy có thể phá phong ấn của ông ta ư? Lúc này, Diệp Huyên cầm kiếm, bước tới chém ra. Kiếm quang như thác ùa tới cuốn phăng thi tướng đi đầu bay hơn vạn trượng, khi vừa dừng lại thì thân xác lập tức nứt thành nhiều mảnh. Những người khác biến sắc kịch liệt. Thi tướng mà cũng không cản được một kiếm của Diệp Huyên. Nhất thời, những cường giả vô đạo cảnh khác không dám manh động. Bởi vì Diệp Huyên vừa rồi chẳng khác gì giết thi tướng trong một kiếm. Hơn nữa bây giờ hắn còn trông như một huyết nhân. Vùng thời không hắn đứng đã trở thành biển máu, không ngừng có khí tức cuồn cuộn ùa ra từ cơ thể. Đã vậy còn mạnh lên theo thời gian. Tiêu Hiếu gằn giọng, khí tức mạnh dần lên nghĩa là hắn đã sử dụng bí pháp, chắc hẳn không thể kéo dài. Chúng ta chỉ cần câu giờ, hắn tuyệt đối sẽ phải chết. Những người khác gật gù. Diệp Huyên đang cực kỳ bất thường, sử dụng sức mạnh quá tầm bản thân chịu được, hình thức này không thể kéo dài quá lâu. Họ chỉ cần câu giờ, hắn tuyệt đối sẽ phải chết. Nào ngờ, một tên Vân Thần tướng ở xa đã bị một thanh kiếm đâm thủng đầu. Xoẹt! Máu tươi phọt ra từ sau gáy. Những kẻ khác kinh hãi. Ai nấy đồng loạt nhìn Diệp Huyên, chỉ thấy kiếm Thanh Huyên đã về lại trong tay hắn, hiện đang khẽ run khi hấp thu thần hồn của cường giả Vân Thần tướng kia. Tông thủ bỗng gằn ra, chết đi! Gã ta vung tay gọi một chiếc gương màu vàng xuất hiện, sau đó xoay lại cho nó phản chiếu hình ảnh Diệp Huyên. Một tia sáng vàng lập tức bắn ra, thẳng về phía Diệp Huyên. Hắn chỉ trở tay vung kiếm. Tia sáng vàng vỡ vụn trong nháy mắt. Đầu óc tông thủ trống rỗng. Bị hóa giải rồi ư. Gã ta nhìn chiếc gương trong tay mình. Đây là siêu thần khí đứng đầu vân giới Vân Thần Kính. Khi do chính gã sử dụng thì uy lực có thể khiến cường giả vô đạo cảnh cũng khó lòng ngăn cản. Vậy mà tên này chỉ vung kiếm là có thể chém vỡ. Sắc mặt đám Tiêu Hiếu xấu xí vô cùng, không ngờ sức mạnh của Diệp Huyên đã tăng vọt đến trình độ này.
nhưng quan trọng là khí thức của hắn vẫn tiếp tục tăng lên, tựa như không có điểm dừng. Tiêu Hiếu hạ giọng, chờ đi, hắn chắc chắn sẽ không chịu được nhanh thôi. Tông thủ trần trừ, hay tất cả cùng xông lên, nếu chúng ta cùng ra tay, hắn ắt phải chết. Tiêu Hiếu lắc đầu, tất cả cùng lên có thể giết hắn, nhưng lấy sức mạnh hiện nay và thanh kiếm kia, hắn cũng có thể mang đi không ít người bên ta, vậy thì chúng ta lỗ nặng. Chỉ cần kéo dài đến lúc hắn suy yếu, chúng ta không cần ra tay thì hắn cũng sẽ tiêu đời. Tông thủ cao mày nhìn Diệp Huyên, bỗng cảm thấy có chút bất an. Bởi vì khí tức của hắn vẫn đang tăng lên, đã vậy hắn còn không có dấu hiệu gì của phản phệ. Nhưng gã ta cũng biết một khi vận dụng bí pháp là sẽ bị phản phệ. Nghĩ vậy, tông thủ nói, tất cả bày trận. Thấy gã muốn ra tay, Tiêu Hiếu lắc đầu, không cần. Thanh kiếm của hắn có thể bỏ qua thời không, trận pháp thời không căn bản vô dụng với hắn. Chúng ta chỉ cần kéo dài khoảng cách, khi hắn dùng phi kiếm thì đồng thời ngăn trở là được. Những người khác gật đầu đồng ý. Không ai muốn đi lên đối đầu trực diện với Diệp Huyên cả, bởi hắn lúc này là một tên điên hoàn toàn, đã bất thường mà còn có thanh kiếm quá sức kinh khủng. Ai đi lên đầu tiên gần như cầm chắc cái chết. Không ai dám vỗ ngực tự tin mình có thể tiếp được một kiếm của Diệp Huyên lúc này. Mà Diệp Huyên ở nơi xa cũng không có ý ra tay, chỉ lẳng lặng đứng đó như đang chờ đợi gì. Trong tay phải hắn, kiếm Thanh Huyên cũng dần nhuộm thành màu đỏ máu. Nó không phải kiếm linh có thể giúp hắn bảo trì tỉnh táo, nên hắn hiện giờ đã hoàn toàn tiến vào trạng thái phong ma. Nhưng hắn vẫn chờ chứ không ra tay. Không ai biết hắn đang đợi gì. Tông thủ bỗng thốt lên, rút. Bởi thời không trước mặt chúng đã biến thành màu đỏ máu, khiến chúng cũng bị sát ý và lệ khí trong đó ảnh hưởng. Những người khác nghe theo mà lùi lại hơn nghìn trượng, chúng vẫn tạo thành thế bao vây Diệp Huyên, khiến hắn có muốn trốn cũng không thể nào. Thời gian từng chút qua đi, khí tức của Diệp Huyên vẫn điên cuồng tăng vọt, nhưng vẫn không có dấu hiệu bị phản phệ. Cảnh tượng này khiến sắc mặt bọn tông thủ càng thêm xấu xí. Tông thủ lên tiếng, Tiêu tông chủ, cho thi tướng của huynh giữ chân hắn, sau đó chúng ta đồng thời ra tay, thế nào? Tiêu Hiếu không đáp. Lấy sức mạnh của Diệp Huyên hiện nay, thi tướng mà ra tay thì hơn phân nửa là có đi không có về, hơn nữa sẽ không chỉ tổn thất một con. Mà chấp pháp tông đã chẳng còn bao nhiêu con nữa. Nếu tiếp tục tổn thất, tông thủ, Tiêu tông chủ, hay là thế này, ta phái một vân thần tướng, huynh phái một thi tướng. Hai cường giả vô đạo cảnh là đủ để giữ chân hắn rồi, chỉ cần làm vậy là có thể giết hắn, bằng không cứ tiếp tục thì thế nào cũng có chuyện. Tiêu Hiếu nâng mắt nhìn Diệp Huyên bất động đằng xa, im lặng một hồi rồi nói, được. Ông ta khẽ động tâm niệm, gọi một thi tướng lao về phía Diệp Huyên. Cùng lúc ấy, một phân thần tướng cũng lao đến, nhưng tên này biết khôn mà cố tình chậm lại. Khi cả hai lao về phía Diệp Huyên, bọn Tiêu Hiếu cũng ra tay. Nhưng khi thi tướng sắp lao đến, Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu. Một khắc sau, khi những tên khác còn chưa kịp phản ứng, đã có một tia kiếm quang chém vào người thi tướng. Nó trực tiếp hóa thành hư vô. Mà trong nháy mắt ấy, kiếm Thanh Huyên biến mất khỏi tay Diệp Huyên, trên thân hắn xuất hiện một bộ giáp đỏ. Bao phủ toàn thân. Gần như đồng thời, hắn bị nhấn chìm trong vô số những luồng sức mạnh hùng hậu. Thiên địa chấn động kịch liệt trong khoảnh khắc. Mười mấy cường giả vô đạo cảnh đồng thời ra tay là một việc khủng khiếp cỡ nào. Chỉ trong chớp mắt, nơi Diệp Huyên đứng đã trở thành một lốc xoáy đen khổng lồ, thời không nơi ấy bị chôn vùi tức khắc. Nhưng bọn Tiêu Hiếu sau đó đã chưng hửng. Bởi chúng nhận ra tuy thời không bị chôn vùi nhưng Diệp Huyên vẫn còn sống. Vẫn sống. Tông thủ trợn mắt khó tin, sao? Sao có thể? Trong mắt Tiêu Hiếu cũng đầy vẻ kinh ngạc, hai tay bắt đầu phát run. Một kích dùng toàn lực của mười mấy cường giả vô đạo cảnh. Mà hắn cản được. Loại quái vật gì thế này? Đúng lúc này, Diệp Huyên biến mất tại chỗ, theo sau là kiếm mang đỏ như máu lóe lên. Xoẹt! Một cường giả vân thần tướng chưa kịp phản ứng lại đã bị kiếm đâm xuyên giữa trán. Những người khác bừng tỉnh, tông thủ thét lên, giết hắn. Giết! Những người khác nghe vậy thì lao về phía Diệp Huyên.
mà kiếm trong tay hắn lại hóa thành bộ giáp đỏ bao bọc toàn thân. Ầm. Một lần nữa, hắn bị vô số sức mạnh khủng bố đánh trúng, khiến thời không bốn phía bị chôn vùi. Nhưng trước khi đám người kia kịp ra tay lần nữa, đã có một luồng sức mạnh khủng khiếp xuất hiện. Bọn tông thủ biến sắc, vội vàng dừng tay, khi nhìn về chân trời chỉ thấy từng tia thần lôi đỏ tươi xuất hiện. Bọn chúng hốt hoảng thối lui. Pháp tắc. Sắc mặt bọn Tiêu Hiếu khó coi vô cùng, chúng quên mất vũ trụ này có lực lượng pháp tắc do quân đạo lâm để lại, chỉ cần phá hủy một vùng rộng lớn là sẽ chạm phải cấm chế do quân đạo lâm để lại năm xưa. Ban nãy bọn chúng quên mất, Tiêu Hiếu giận dữ quát lên, tất cả lui lại, không được dùng lực lượng huyền khí, để Diệp Huyên ăn trọn pháp tắc. Những người khác nghe vậy thì lùi lại, vội vàng thu khí tức vào. Diệp Huyên ở xa cũng bất động, khí tức cũng thoát cái tắt ngóm, cả người như rơi vào trạng thái không tồn tại, không ai cảm nhận được hắn. Tiêu Hiếu thấy vậy thì suýt nổ tung, rốt cuộc ngươi điên thật hay giả điên hả? Mọi người! Tiểu Tháp cũng thấp giọng thở dài, tiểu chủ tuy điên nhưng bản chất vẫn vô sỉ như xưa. Điên thật hay điên giả? Thật ra thì Diệp Huyên đã điên thật rồi. Nhưng theo lời Tiểu Tháp nói, hắn tuy điên nhưng tận trong xương cốt vẫn là hạng bỉ ổi. Đó là một loại bản năng, cho dù điên thì bản năng vẫn còn. Khí tức của thần lôi đỏ rực ở chân trời càng lúc càng mạnh, khiến người người tuyệt vọng. Lực lượng pháp tắc của cường giả vô cảnh. Tuy đã qua hàng vạn năm nhưng vẫn mạnh đến nỗi khiến người tuyệt vọng. Đây chính là cường giả vô cảnh. Nhóm Tiêu Hiếu nhìn thần lôi đỏ máu với vẻ sợ hãi lẫn khao khát trong mắt. Mục tiêu theo đuổi cả đời của họ chính là vô cảnh. Tiêu Hiếu nhìn Diệp Huyên ở nơi xa, thấy hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích nhưng khí tức lại tăng vọt một cách điên cuồng, tựa như không có giới hạn. Sắc mặt Tiêu Hiếu trở nên có phần xấu xí. Chẳng lẽ huyết mạch chi lực của hắn không phản phệ? Tông thủ đứng bên hạ giọng nói, huyết mạch chi lực của người này vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không phải người phàm. Sắc mặt Tiêu Hiếu lạnh đi, ta biết hắn không tầm thường, nhưng thế thì đã sao? Chúng ta còn đường lui ư? Tông thủ im lặng. Bọn họ sớm đã không còn đường lui rồi. Quyết đánh đến cùng, có thể còn đường sống. Nghĩ vậy, tông thủ nói, nên làm gì bây giờ? Tiêu Hiếu nhìn những lực lượng pháp tắc kia, nói chờ chúng biến mất. Tiêu Hiếu ngẩng đầu, đang muốn mở miệng thì thấy thần lôi ở chân trời giáng xuống. Mục tiêu của chúng là tất cả những người có mặt, bao gồm Diệp Huyên. Tất cả những người vừa ra tay. Cảnh tượng này khiến mọi người biến sắc kịch liệt. Tiêu Hiếu gầm lên, rút trước. Sau đó lập tức mang tất cả bỏ chạy. Diệp Huyên cũng chạy đi. Nhưng thần lôi tựa như có linh trí mà đuổi theo họ với tốc độ cực nhanh. Các cường giả vô đạo cảnh thấy vậy thì sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy càng xa hơn. Diệp Huyên chạy trốn cực nhanh nhưng vẫn bị một tia thần lôi màu máu đuổi kịp. Hắn bất thình lình xoay người, biến kiếm Thanh Huyên thành khiên kiếm ngăn lại trước mặt. Ầm. Thần lôi nện vào thân kiếm khiến Thanh Huyên run lên bần bật. Quỳnh. Diệp Huyên lẫn tấm khiên bị hất văng đi trăm nghìn trượng. Khi dừng lại, hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng rạn nứt, nhưng khiên kiếm vẫn còn hoàn hảo. Diệp Huyên bỗng ngẩng phát dậy, thấy thần lôi kia vẫn chưa biến mất mà đang tiếp tục đuổi tới. Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt, hắn vung tay gọi kiếm Thanh Huyên ra, bước về trước chém xuống. Xoẹt! Một tia kiếm quang đỏ rực bay ra nện vào thần lôi. Ầm! Kiếm quang vỡ tan tành, Diệp Huyên bị đánh bay đi mười mấy trượng, khi dừng lại thì rơi vào một vùng vực sâu thời không. Hắn vừa rơi vào đã bị vô số luồng sức mạnh khủng khiếp tựa như sóng thần đè ép lao tới. Diệp Huyên không tránh né, để chúng nhấn chìm bản thân. Ầm! Vực sâu thời không sôi trào, nhưng Diệp Huyên không hề hấn gì. Tia thần lôi màu máu kia không tiếp tục đuổi theo mà dừng lại bên ngoài thời không, sau đó như không cảm nhận được hắn mà dần dần biến mất. Đợi nó hoàn toàn biến mất rồi, Diệp Huyên xông ra ngoài. Bên nhóm Tiêu Hiếu cũng đã đi đến hồi kết. Mất đi hơn một nửa quân số. Toàn bộ thi tướng đã bỏ mạng. Toàn bộ bỏ mạng. Bởi vì vào khoảnh khắc nguy ngập, Tiêu Hiếu đã lệnh cho toàn bộ thi tướng đứng chắn trước mặt mình.
Ông ta không thể không làm vậy, bằng không người bỏ mạng chính là ông ta. Vân giới cũng tổn thất nặng nề, hơn một nửa bỏ mạng, vân thần tướng chỉ còn lại hai người. Hai bên vốn có 39 vô đạo cảnh, nhưng bây giờ chỉ còn lại không đến 10 người. Sắc mặt Tiêu Hiếu đen xì đến mức đáng sợ, tông thủ cũng mặt xám mày cho, chúng ta toi rồi. Tiêu Hiếu gằn giọng, giết tên Diệp Huyên, tông thủ gào lại, lấy gì để giết? Tiêu Hiếu, người nghĩ hắn sẽ ngăn được thần lôi ư? Tông thủ hơi cau mày. Tiêu Hiếu siết chặt nắm tay, thần lôi kia do quân đạo lâm để lại, ẩn chứa lực lượng pháp tắc mạnh mẽ kinh người, cho dù là vô đạo cảnh đỉnh cao cũng không chịu nổi. Hắn. Nhưng ông ta im bặt khi nhìn thấy thủ cấp của một cường giả chấp pháp tông rơi xuống gần đó. Những người khác biến sắc. Đúng lúc này, có người xuất hiện cách đó không xa. Là Diệp Huyên, vẫn hoàn toàn lành lặn. Thấy cảnh này, Tiêu Hiếu phát điên, ngươi, sao ngươi có thể? Diệp Huyên bỗng biến mất. Kiếm quang màu máu lóe lên như sấm vỗ. Đồng tử Tiêu Hiếu rụt lại, chân không lùi mà tiến, lao tới đấm vào kiếm của Diệp Huyên. Cứng đối cứng. Nắm đấm chạm lưỡi kiếm. Theo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, hai người đồng thời bị đẩy lui. Khi Tiêu Hiếu dừng lại, toàn bộ cánh tay phải của ông ta đã hóa thành hư vô. Thấy cảnh này, sắc mặt đám tông thủ trở nên xấu xí vô cùng. Tiêu Hiếu gầm lên, các ngươi còn nhìn gì nữa? Liều mạng với hắn. Nghe vậy, bọn họ lập tức tỉnh hồn. Một tia dữ tợn lóe lên trong mắt tông thủ, giết. Gã ta vừa dứt lời, tất cả đã xông về phía Diệp Huyên. Không ai còn bận tâm gì nữa. Không phải ngươi chết chính là ta chết. Liều mạng. Nhưng Diệp Huyên ở nơi xa bỗng guồng chân bỏ chạy, chỉ trong chớp mắt đã biến mất ở chân trời, chỉ để lại một biển máu phía sau. Cảnh tượng này khiến cả bọn sửng sốt. Tên này chạy. Chạy ư. Không đánh nữa. Nhóm tông thủ cảm thấy tức tối không thôi, tựa như dồn toàn lực đấm ra mà chỉ đấm phải vài bông vậy. Nhưng đúng lúc này, một tia kiếm quang đỏ rực lóe lên. Xoẹt. Một cường giả vô đạo cảnh lập tức bị chém bay đầu, máu phun vài trượng. Những người khác biến sắc. Họ quay đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy kiếm quang màu đỏ đã biến mất. Giết rồi chạy. Sắc mặt các cường giả vô đạo cảnh khó coi đến đỉnh điểm, nhưng trong lòng lại càng sợ hãi nhiều hơn. Bọn họ thật sự đang khiếp sợ. Ban đầu Diệp Huyên chỉ có thể miễn cưỡng đối chiến với một vô đạo cảnh, nhưng hiện nay đã có thể giết vô đạo cảnh trong nháy mắt. Mấu chốt là khí tức của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Cứ tiếp tục thế này, e rằng bán bộ vô cảnh cũng sẽ bị hắn chém chết. Nghĩ vậy, sắc mặt bọn họ càng thêm xấu xí. Tiêu Hiếu gằn giọng, hắn sẽ tiếp tục. Y vừa nói đến đây đã thấy kiếm quang lóe lên. Ai nấy đều biến sắc. Tông thủ bỗng xoay ngươi, nắm hai tay lại. Một thanh kiếm bị gã ta chộp lấy, nhưng tay gã cũng nát bấy chỉ sau một khắc. Những cường giả đứng bên gã ta đồng loạt ra tay. Một cái bóng bị đánh bay đi nghìn trượng. Là Diệp Huyên. Hắn bị đánh bay đi thì xoay người tránh né, một lần nữa biến mất. Lại bỏ chạy. Sắc mặt tông thủ đã thành màu gan heo. Bốn bề chợt rơi vào tĩnh lặng. Làm gì bây giờ? Không ai muốn suy nghĩ vấn đề này, nhưng bọn họ đã hoàn toàn bó tay với Diệp Huyên. Kiếm của hắn, không ai ngăn lại được. Tông thủ nói với Tiêu Hiếu, nghĩ cách đi. Những người khác cũng nhìn ông ta. Sau một hồi im lặng, Tiêu Hiếu hỏi tông thủ, ngươi còn gọi tổ tiên được không? Tông thủ, được, nhưng ta lo. Tiêu Hiếu lắc đầu. Không còn cách nào ngoài gọi tổ tiên. Chỉ có cường giả bán bộ vô cảnh mới có thể áp chế hắn, bằng không cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ bị hắn tiêu diệt từng người. Một cường giả vô đạo cảnh lên tiếng, hắn thật sự sẽ không bị phản phệ sao? Câu hỏi này khiến những người tại đây xa sầm mặt. Phản phệ. Từ đầu đến giờ đã qua rất lâu, nhưng Diệp Huyên không hề có chút dấu hiệu bị phản phệ, ngược lại càng đánh càng mạnh. Tiêu Hiếu không nói gì. Y cũng nghĩ mãi mà không ra, vì sao Diệp Huyên cho đến giờ không những không bị phản phệ mà sức mạnh còn tăng lên vô số lần. Rốt cuộc là huyết mạch kiểu gì?
Điều khiến ông ta ghét nhất là trông Diệp Huyên giống như phát điên, nhưng thật ra không phải vậy. Lúc này, tông thủ vươn tay, gọi một lệnh bài xuất hiện. Lệnh bài chậm rãi dâng lên rồi hóa thành một luồng khói xanh, biến mất ở chân trời. Ầm. Sau đó là một bóng mờ xuất hiện rồi ngưng tụ lại thành hình một người đàn ông trung niên trước mắt mọi người. Thấy người này, nhóm tông thủ vội vàng cung kính thi lễ, tham kiến sư tổ. Người sáng lập Vân Giới, Vân Mộng Tử. Từng đạt đến bán bộ vô cảnh ở thời kỳ đỉnh cao nhất, tuy gọi là bán bộ nhưng thật ra đã rất kinh khủng. Khoảng cách giữa vô đạo cảnh và bán bộ vô cảnh khác nhau như một trời một vực. Vân Mộng Tử nhìn xuống, lạnh lùng cất tiếng, chuyện gì? Tông thủ thi lễ rồi kể hết một năm một mười. Nghe xong, Vân Mộng Tử nheo mắt lại, Diệp Huyên kia có truyền thừa của A Đạo Linh. Tông thủ vội đáp, vâng. Khóe miệng Vân Mộng Tử khẽ nhếch, thú vị, thú vị. Vậy mà lại có truyền thừa của A Đạo Linh, mà A Đạo Linh. Một tia không cam lóe lên trong mắt ông ta, không ngờ đời sau lại có người đạt đến vô cảnh. Nhóm tông thủ không dám hé răng. Vân Mộng Tử đưa mắt về phương xa, nhàn nhạt hỏi, còn trốn. Ông ta vươn tay làm động tác bắt, thời không cách đó mấy nghìn trượng trở nên vặn vẹo. Sau đó có một tia kiếm quang màu đỏ phá không mà đi. Vân Mộng Tử nhếch môi khinh thường, trước mặt bổn tôn còn dám trốn. Nói xong, ông ta bước tới trước. Với một bước này của Vân Mộng Tử, thời không ở nơi xa bỗng nứt vỡ. Kiếm quang đỏ máu vỡ vụn đi kèm một bóng người bắn ngược về sau. Bóng người này chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên thối lui mấy vạn trượng mới dừng lại được, mà khi ấy Vân Mộng Tử đã xuất hiện trước mặt hắn. Nhìn thấy hắn, chân mày ông ta cau lại. Bất an. Một nỗi bất an dâng lên trong lòng khi Vân Mộng Tử nhìn thấy Diệp Huyên. Không chỉ vậy, nó còn gia tăng khi thấy sát ý của hắn càng mạnh lên. Người này không đơn giản. Vân Mộng Tử chỉ nhìn Diệp Huyên, nhất thời không ra tay. Lúc này, nhóm Tiêu Hiếu đi đến, thấy Vân Mộng Tử bất động thì sắc mặt đều trở nên khó xem. Lo âu. Cả hai đều lo Vân Mộng Tử cũng sẽ trở mặt như tổ tiên chấp pháp tông. Nhưng Vân Mộng Tử lại cười, có thể khiến ta cảm thấy nguy hiểm, cũng thú vị. Sát ý lóe lên trong mắt ông ta, nhưng ta lại thích ngược đường mà đi. Vừa dứt lời, ông ta đã bước tới. Vào khoảnh khắc bàn chân ông ta rơi xuống, một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng đã ầm ầm ép xuống đầu Diệp Huyên. Diệp Huyên vung tay ra. Véo. Kiếm quang bắn lên. Xoẹt. Nó phá vỡ chân trời, khiến sức mạnh kia vỡ nát. Vân Mộng Tử thấy vậy thì nheo mắt, sau đó làm động tác đấm ra. Ầm. Diệp Huyên bị đấm văng vào một vùng thời không sơ khai thần bí. Khi rơi vào vực sâu thời không nơi đó, bỗng có một tia thần lôi thời không màu đen giáng xuống. Diệp Huyên không tránh. Ầm. Thần lôi nện vào kiếm Thanh Huyên, bị nó hấp thu. Thấy Vân Mộng Tử cau mày, tông thủ vội nói, sư tổ, thanh kiếm trong tay hắn có thể bỏ qua thời không? Kiếm. Vân Mộng Tử nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt, quả nhiên bất phàm. Ông ta vươn tay làm động tác ấn xuống, chỉ trong chớp mắt, vùng thời không Diệp Huyên đang đứng biến thành một tấm lưới thời không khổng lồ. Cảnh này khiến sắc mặt tông thủ và Tiêu Hiếu trở nên xấu xí. Đã bảo tên kia có thể xem nhẹ thời không mà Vân Mộng Tử vẫn dùng để đối phó hắn là thế mẹ nào. Diệp Huyên ở nơi xa vẫn không tránh né, mặc cho tấm lưới ụp lên người mình. Quả nhiên, hắn hoàn toàn hấp thu nó. Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Vân Mộng Tử, thật sự có thể xem nhẹ thời không? Thú vị! Tông thủ trần trừ cất tiếng, sư tổ, huyết mạch của tên này rất quái dị, càng để lâu thì càng mạnh. Ý bảo Vân Mộng Tử lẹ con mẹ nó lên và giết hắn đi. Vân Mộng Tử liếc sang, người đang dạy đời ta à? Chất giọng như băng đá lạnh thấu xương. Tông thủ nghe vậy thì biến sắc, cuống quýt nói, không dám. Vân Mộng Tử liếc gã ta rồi lại nhìn Diệp Huyên, đang muốn nói gì đó thì đã thấy một thanh kiếm đỏ máu lao tới như sấm giật. Vẻ khinh thường hiện lên trong mắt, ông ta vươn hai ngón tay kẹp lại. Ầm. Kiếm Thanh Huyên bị chặn lại, nhưng Vân Mộng Tử biến sắc một giây sau đó, vừa buông nó ra vừa lui lại hơn nghìn trượng.
bởi vì trong nháy mắt kẹp lấy kiếm Thanh Huyên, ông ta đã bị nó hấp thu. Đến linh hồn mà cũng bị cắn nuốt. Trong mắt Vân Mộng Tử tràn đầy vẻ khó tin. Mà Diệp Huyên đã lại xuất hiện trước mặt ông ta, ngay sau đó là một thanh kiếm ẩm ẩm chém xuống. Xoẹt! Xé rách thời không! Vẻ âm độc lóe lên trong mắt, Vân Mộng Tử vung tay tung ra một luồng sức mạnh khổng lồ. Ầm! Nó mạnh mẽ chặn lại kiếm Thanh Huyên. Lúc này, Diệp Huyên bỗng gầm lên. Ầm! Sát ý và lệ khí ngập trời bao trùm lấy Vân Mộng Tử trong nháy mắt khiến ông ta hốt hoảng. Chỉ trong một khắc ấy, kiếm Thanh Huyên đã ghim phập vào đầu ông ta. Vân Mộng Tử sững sờ. Đám người tông thủ cũng sửng sốt. Thế là hết rồi ư. Diệp Huyên cấp tốc lùi lại mấy chục trượng khi kiếm Thanh Huyên điên cuồng cắn nuốt linh hồn Vân Mộng Tử. Ông ta trừng hắn đầy dữ tợn, người chờ đấy. Diệp Huyên đáp lại bằng cách giơ ngón giữa. Vân Mộng Tử nổ tung trong nháy mắt, gầm lên như thú hoang. Thứ kiến cỏ như ngươi mà cũng dám khinh thường bổn tôn. Kiếm Thanh Huyên bất ngờ run lên, hoàn toàn hút hết linh hồn ông ta. Sau đó nó hóa thành kiếm quang trở về trong tay Diệp Huyên. Chết rồi. Đám tông thủ câm như hến. Sức mạnh của Diệp Huyên không ngừng tăng lên theo từng giây, không hề có giới hạn. Thấy hắn nhìn sang, tông thủ nói với vẻ kiêng kỵ, rút lui. Gã ta không muốn đánh nữa. Vì đánh không lại, tông thủ không chút do dự, lập tức đưa các cường giả vân giới bỏ chạy. Nhưng Tiêu Hiếu đứng nguyên tại chỗ. Ông ta quắc mắt trừng Diệp Huyên, Diệp Huyên, ta biết ngươi không điên, cũng biết ta chắc chắn sẽ mất mạng. Trước khi chết, ta chỉ muốn biết về người đứng sau ngươi. Yêu cầu này. Phập. Một thanh kiếm bất thình lình đâm xuyên qua đầu ông ta khiến máu tươi phọt ra từ sau đầu. Diệp Huyên nhếch mép, ngươi không xứng. Nói xong, hắn hóa thành kiếm quang biến mất ở nơi xa. Sau khi hấp thu xong linh hồn Tiêu Hiếu rồi, kiếm Thanh Huyên cũng hóa thành kiếm quang biến mất. Thế gian không còn Tiêu Hiếu nữa. Diệp Huyên không đuổi theo đám tông thủ mà đi đến chấp pháp tông. Giờ phút này nó đã rơi vào cảnh đại loạn khi hồn bài tông chủ vụn vỡ, đồng nghĩa với việc ông ta đã chết. Không chỉ vậy mà toàn bộ cường giả vô đạo cảnh đi theo ông ta cũng đã không còn. Có kẻ lanh trí đã chạy đi, nhưng có một số vẫn còn ở lại. Hôm ấy, một thanh kiếm đỏ máu bất thình lình bay vào chấp pháp tông, dẫn đến vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Diệp Huyên đứng trên cao, hai mắt khép hờ, từng đợt sóng máu tản ra từ trên cơ thể. Chỉ trong chốc lát, bầu trời chấp pháp tông đã trở thành một biển máu. Đúng lúc này, Tiểu Tháp bỗng hỏi, tiểu chủ điên thật rồi hả? Nó cũng không biết Diệp Huyên đang điên thật hay chỉ giả điên. Bảo điên thật thì hắn vừa keo kiệt lại còn hay trêu ngươi, bảo giả điên thì nó lại cảm nhận được hắn đã hoàn toàn kích hoạt huyết mạch chi lực. Diệp Huyên không đáp lời nó, hai mắt hắn nhắm nghiền, nếu nhìn kỹ còn phát hiện thân thể đang khẽ run. Tiểu Tháp lại hỏi, tiểu chủ rốt cuộc đang điên thật hay giả điên vậy? Diệp Huyên đưa tay gọi nó ra, nó hốt hoảng, người. Tiểu chủ, người định làm gì? Nó biết huyết mạch phong ma này đáng sợ cỡ nào, năm ấy khi chủ nhân kích hoạt thì đúng là lục thân không nhận. Diệp Huyên lại không làm gì, chỉ lặng lặng nhìn Tiểu Tháp với đôi mắt như biển máu kinh hoàng. Thấy hắn không có ý định ra tay, Tiểu Tháp không khỏi thả lỏng, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn thụi cho một cú lên người. Oanh! Tiểu Tháp văng đi tận mấy nghìn trượng. Á! Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ chân trời. Diệp Huyên biến mất tại chỗ, sau đó lại hiện ra nện cú đấm vào Tiểu Tháp. Ầm! Tiểu Tháp một lần nữa bay đi. Nó cả giận la lên, tiểu chủ, rốt cuộc người điên thật hay điên giả vậy? Không ai đáp lời. Diệp Huyên cứ thế rượt đánh Tiểu Tháp. Tầm một khắc đồng hồ sau, hắn mới dừng lại, mà Tiểu Tháp đang run rẩy trốn tránh ở chân trời. Diệp Huyên vươn tay gọi kiếm Thanh Huyên đến, thanh kiếm đã nhuộm màu đỏ thẫm. Bên dưới, chấp pháp tông đã không còn ai sống sót. Toàn tông bị diệt. Diệp Huyên thu kiếm, hóa thành một tia kiếm quang đỏ tươi biến mất ở chân trời, nhưng lại nhanh chóng trở về thu Tiểu Tháp vào thân thể, sau đó lại biến mất. Tiểu Tháp ngơ ngẩn, má ơi, tiểu chủ điên thật rồi hả? Diệp Huyên không nói gì.
Tiểu tháp phát cáu. Có thể tiểu chủ không điên, thế là nó ăn đòn công cốc à? Có nên giết chủ Quách cho rồi không? Tiểu tháp không khỏi giật bắn, cảm thấy mình dạo này ảo tưởng hơi nhiều. Chấm chấm chấm. Đạo Lâm Quốc. Trung Sơn Vương đứng trên tường thành, nhìn về chân trời với vẻ mịt mờ. Diệp Huyên đã giết hơn 10 vô đạo cảnh. Đây là tin tức ông ta vừa nhận được. Trung Sơn Vương im lặng. Ông ta vốn cho rằng người chống lưng cho Diệp Huyên sẽ ra mặt, nào ngờ chính Diệp Huyên lại một mình tiêu diệt hết những cường giả vô đạo cảnh kia. Thật sự khó mà tin được. Lúc này, ẩn sát xuất hiện, thấp giọng nói, chấp pháp tông đã bị diệt. Trung Sơn Vương, hắn làm. Ẩn sát gật đầu, hắn đang đến vân giới. Trung Sơn Vương im lặng. Ẩn sát cũng không hé răng, cảm thấy may mắn trong lòng. Trước kia y cũng từng muốn giết Diệp Huyên, lại còn muốn giành làm điều ấy trước chấp pháp tông và vân giới để lấy được truyền thừa của hắn và Ngôn Bạn Sơn. Nhưng Trung Sơn Vương đã khuyên nhủ y. Cũng may y không làm theo kế hoạch, bằng không ẩn sát các đã hoàn toàn biến mất. Ẩn sát hỏi Trung Sơn Vương, chúng ta làm gì tiếp? Trung Sơn Vương cười, chấp pháp tông bị diệt, địa bàn của chúng. Ha ha! Ẩn sát do dự, đó là do Diệp công tử làm, chúng ta giành lấy có vẻ không được ổn. Trung Sơn Vương, không thành vấn đề, chúng ta chiếm địa bàn rồi đưa thần cực tinh cho hắn là được. Ẩn sát gật đầu, được. Trung Sơn Vương còn muốn nói gì đó thì thấy một bóng mờ xuất hiện trước mặt, không biết thì thầm gì mà khiến đồng tử ông ta rụt lại, có biến. Có biến. Lời này của Trung Sơn Vương khiến ẩn sát nhíu mày, chuyện gì? Sau một hồi im lặng, ánh mắt Trung Sơn Vương ánh lên vẻ ác độc đi. Ông ta biến mất tại chỗ. Ẩn sát chần chừ một hồi rồi đi theo. Chấm chấm chấm. Vân giới. Năm ấy tổ sư vân giới nhờ mây mà ngộ đạo, sáng lập nên nơi này trong đám mây, vì vậy mới có tên vân giới. Vào thời Vân Mộng Tử còn sống, vân giới tuyệt đối đứng đầu. Ông ta năm ấy cũng là một siêu thiên tài ngút trời, từng có hy vọng đạt đến vô cảnh, tiếc rằng cuối cùng không thể đột phá tầng cuối cùng. Nhưng cho dù vậy, ông ta vẫn được gọi là người đứng đầu sau quân đạo lâm, cho đến khi A Đạo Linh xuất hiện. Năm ấy, Vân Mộng Tử từng được ca tụng là người mạnh nhất dưới vô cảnh. Vào một ngày nọ, bầu trời vân giới bất ngờ bị bao phủ bởi một vùng huyết quang. Trong vân giới, tông thủ ngẩng đầu, nhìn thấy một người đứng ở chân trời Diệp Huyên. Khí tức của hắn vẫn không ngừng tăng vọt. Thấy vậy, sắc mặt tông thủ trở nên xấu xí vô cùng. Hắn thật sự không bị phản phệ sao? Lúc này, Diệp Huyên bỗng vung tay, để một tia kiếm quang đỏ như máu lao xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 177.